Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 43. Chương 421, Chân Long Vệ. Lưu Phong và Túc Vương trong đầu đều như mây mù che phủ, không ai biết trong lòng lão hoàng đế đang nghĩ gì. Đợi hai người rời khỏi phòng thượng thư, lão hoàng đế khóe miệng nhếch lên, như cười như không, nhìn vào chỗ tối, nói, ngươi thấy thế nào? Hắc Ảnh chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, đứng trước long tháp của Hoa Hạ đại đế, mỉm cười nói, rất có phách lực. Ha ha. Hoa Hạ đại đế cười to vài tiếng, ây, quả nhiên là có phách lực, ó, có thể thấy được thế lực của chính mình, không hổ là người của Chu gia ta. Ngươi đã sớm biết rằng, Hắc Ảnh có chút tò mò hỏi. Hoa Hạ đại đế khinh thường, nở nụ cười, từ long tháp đi xuống, nhìn lướt qua Hắc Ảnh, Đông Cung mua quân hỏa ta đã biết. Ta cũng cho phép, bất quá chuyện xuất xứ của tiền mua thì ta không biết. Vậy ngươi định làm thế nào bây giờ? Hắc Ảnh trầm tư một chút nói, còn muốn tiếp tục bức ép nữa không? Đúng rồi, hộ bộ có thập ti, lục khố, hôm nay đã điều tra ra tam ti. Ta muốn xem Đông Cung có phản ứng như thế nào. Hoa Hạ đại đế đột nhiên nét mặt xa sầm xuống, ta muốn xem Điềm Nhi có còn là Điềm Nhi mà ta biết trước đây không? Hắc Ảnh thở dài một tiếng, bệ hạ, người không lo lắng chuyện lớn xảy ra sao? Không sao cả, ngay cả hình văn danh trẫm cũng tru di cửu tộc. Quyết không tha thứ cho kẻ nào loạn động cả. Hoa Hạ đại đế trong mắt nhất thời hiện lên sát khí. Hắc Ảnh nghe vậy, im lặng một lúc lâu mới nói, bệ hạ, nếu người định làm như vậy, không sợ sẽ gây chấn động trong đế quốc hay sao? Đã lâu rồi chưa từng có ai bị tru sát cửu tộc. Đúng, ý của trẫm là muốn làm chấn động mọi người. Ai cũng tưởng ta đã già, đều quay sang ủng hộ Yến Vương và Hoàng Thái Tôn. Ta muốn cho bọn chúng biết, trẫm mới là uy quyền tối cao tại Hoa Hạ đế quốc này. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ta còn tại vị thì Hoa Hạ đại đế vĩnh viễn của ta, ta chính là muốn mượn hình văn danh để tỉnh văn võ bá quan. Tội nghiệp thay cho hình văn danh, bây giờ vẫn chờ đợi Đông Cung cứu ra. Đáng tiếc vận mệnh của hắn đã sớm bị định đoạt, bất quá không phải chỉ một mình hắn mà là cửu tộc của hắn cũng sẽ bị tru sát. Lão hoàng đế lại muốn chơi trò giết gà dọa khỉ đây mà. Quan viên nhất phẩm của hộ bộ mà bị biến thành con gà ngu bị giết thì quả là cũng có chấn động đây. Công việc thanh tra tiếp tục thì tình thế càng bất lợi đối với Đông Cung. Thái tử Phi và Hoàng Thái Tôn vài lần đi gặp Mã Hoàng hậu, hy vọng Mã Hoàng hậu ra mặt can thiệp nhưng Mã Hoàng hậu đều tránh mặt. Hoàng Thái Tôn cũng như vậy, mỗi khi diện kiến Hoa Hạ đại đế đều bị khước từ. Tất cả dấu hiệu này cho thấy lão hoàng đế đối với Đông Cung đã càng ngày càng xa cách. Đêm khuya, một mình Thái tử Phi đứng trước linh vị của Thái tử, lặng lặng nhìn chăm chăm vào tấm linh vị, một lúc lâu đột nhiên cười một tiếng, làm ác tất có báo ứng, giờ khắc đó đã đến, người dưới suối vàng có biết không? Giờ phút báo ứng của thiếp đã đến rồi sao? Bất quá thiếp sẽ không buông tay. Ngôi vị hoàng đế phải thuộc về Triệt Nhi, không ai có thể cướp đi của nó. Bây giờ phụ hoàng đã muốn đối phó với thiếp và Triệt Nhi, người nói bây giờ thiếp phải làm gì? Sắc mặt Thái tử Phi bỗng trở nên dữ tợn. Người không trả lời phải không? Vậy để thiếp nói. Thái tử Phi nghiến răng nói, không phải ta chết thì ngươi vong. Đều là do ngươi ép buộc ta, chớ trách ta tuyệt tình. Dừng một chút, Thái tử Phi đột nhiên cười lạnh, ngươi nghĩ thiếp dùng thế lực của người mà đối phó với phụ hoàng thì sao? Ha ha, không sai. Ẩn mình trong bóng đêm giám thị Thái tử Phi chính là Hắc Phượng Hoàng, thấy nàng điên cuồng như vậy. Trong lòng khẽ thở dài, nàng không cách nào tưởng tượng một nữ tử ôn nhu lại có thể biến thành đáng sợ như vậy. Điện hạ, người không thể làm như vậy. Bản thân mình thấy lo lắng, Hắc Phượng Hoàng cũng muốn ngăn Thái tử Phi lại. Bởi vì càng điên cuồng thì càng dễ tử vong. Kết quả nếu như vậy thì rất bất lợi đối với Hắc Phượng Hoàng. Vì ích lợi của tổ chức, nàng phải ngăn cản hành vi điên cuồng của Thái tử Phi lại. Ngươi là? Thái tử Phi nhìn thấy thân ảnh của Hắc Phượng Hoàng, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi còn đang giám thị ta. Ngươi đến đây lúc nào? Những lời ta nói ngươi đã chuyển cho hắn chưa? Vậy khi nào hắn đến gặp ta? Thái tử Phi âm trầm hỏi. Hắn đã đồng ý gặp ngươi, bất quá thời gian cụ thể thì chưa thể xác định được. Hắc Phượng Hoàng giải thích, gặp mặt ngươi đã là phá lệ của hắn. Hy vọng ngươi nên quan tâm đến đại cuộc, không nên vội vã. Chủ công sẽ sắp đặt thời gian, ta sẽ báo lại cho ngươi. Hừ,
cũng không có gì là khác biệt lắm. Thái tử Phi khẽ đảo mắt nói. Ngừng một chút, Thái tử Phi nhíu mày hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta ám sát Hoàng thượng? Hắc Phượng Hoàng gật đầu, muốn ngăn cản ngươi. Bất quá đó không phải là ý của ta mà là ý của chủ công. Nhắc nhở ngươi một chút, mấy ngày nay, cao thủ của Thiên Sư Đạo đều tập trung ở Hoàng cung, âm thầm bảo vệ bệ hạ. Với lực lượng của ngươi bây giờ không có phương pháp nào có thể ám sát Hoàng thượng được. Hành vi ám sát của ngươi công bằng mà nói thì chính là tự sát. Hắc Phượng Hoàng bình thản nói, ngươi xem thường ta. Thái tử Phi không phục, tức giận hỏi. Không phải là ta coi thường ngươi mà là lực lượng của Thiên Sư Đạo quá mạnh, cho dù là tổ chức ra tay cũng không chắc chắn có thể thành công. Hắc Phượng Hoàng cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng giải thích. Vậy bây giờ ngươi nói ta nên làm gì? Thái tử Phi sắc mặt có chút thê lương nói, Hoàng thượng lần này đã quyết tâm điều tra rõ mọi việc của hộ bộ. Hôm nay đã điều tra vấn đề của Tam Ti. Hoàng thượng chắc đã biết tiền mua diêm thiết của Tam Ti đã bị chúng ta mua quân hỏa. Đây chính là tội lớn mưu nghịch đây. Không cần lo lắng. Hắc Phượng Hoàng thấp giọng nói, ngày hôm qua ta đã bí mật gặp mặt chủ công, đem tình huống của hộ bộ thông báo cho chủ công biết. Người muốn ta khuyến cáo ngươi không cần lo lắng. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không động đến Đông Cung. Thái tử Phi lắc đầu, chuyện không đơn giản như vậy. Hôm nay ngay cả Hoàng hậu cũng đã tránh mặt ta. Triệt Nhi đi gặp bệ hạ, gặp Hoàng hậu cũng bị cự tuyệt. Ta tin là bệ hạ đã tìm được chứng cớ, hơn nữa đối với thân phận của Triệt Nhi lại càng thêm hoài nghi. Không thể nào. Hắc Phượng Hoàng phản bác, chủ công đã cẩn thận phân tích qua, người nghĩ mấu chốt chính là vì lần trước ngươi tổ chức ám sát nên mới như vậy. Ám sát? Chẳng lẽ Hoàng thượng đã điều tra rõ ràng? Thái tử Phi hơi kinh hãi. Chuyện ám sát so với chuyện của hộ bộ thì còn nghiêm trọng gấp trăm lần. Ngươi không cần hoảng hốt. Chủ công nói Hoàng thượng hẳn là chưa tìm được chứng cứ trực tiếp. Nếu không thì với tội lớn như vậy thì ngươi và Hoàng Thái Tôn đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Vậy cuối cùng là thế nào? Thái tử Phi nghe vậy cũng thở phào một hơi. Căn cứ phân tích của chủ công thì Hoàng thượng đã dùng chân long vệ để tiến hành điều tra, sau đó đối với Đông Cung sinh ra hoài nghi một chút. Thái tử Phi nhất thời hiểu ra, ta hiểu rồi, Hoàng thượng hoài nghi chuyện ám sát có quan hệ với Đông Cung nhưng không có chứng cứ trực tiếp nên mới cố ý điều tra hộ bộ, cố tình bức ép cho chúng ta ra tay hành động. Hắc Phượng Hoàng mỉm cười, điện hạ quả nhiên là thông minh, không trách được chủ công trước mặt ta hết lời khen ngợi ngươi. Thái tử Phi đắc ý nở nụ cười, hắn không nói chúng ta bây giờ nên làm gì sao? Hắc Phượng Hoàng trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi không phải là người thông minh sao? Bây giờ sao không có chút chủ ý nào thế? Ý của chủ công là ngươi và Hoàng Thái Tôn bây giờ không nên cản trở việc điều tra hộ bộ mà còn phải tích cực phối hợp giúp việc điều tra nên nhanh chóng. Đổ hết trách nhiệm lên người Hình Văn Danh và quan viên tại các ty. Chủ công suy đoán nếu không có chứng cứ xác thực thì Hoàng thượng cũng không thể động đến Đông Cung. Lần này thanh tra hộ bộ thì nhất định phải biến Hình Văn Danh thành con dê thế tội. Thái tử Phi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ây, ta đã hiểu. Hắc Phượng Hoàng khinh thường, lạnh nhạt hỏi, ngươi định khi nào gặp lại Lưu Phong? Ta không muốn nghĩ đến Lưu Phong. Thái tử Phi hiện ra vẻ thống khổ, ngươi biết không? Ta đã từng đáp ứng Thái tử, giúp hắn chiếu cố đến hải tử đó. Nhưng vài chục năm trước ngươi đã phá hủy lời hứa của ngươi, đưa hắn đến Tuyết Sơn. Chẳng lẽ giờ đây ngươi hối hận? Hắc Phượng Hoàng khinh miệt hỏi, hối hận? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta bây giờ hối hận thì còn đường lui sao? Ngươi, hiểu như vậy là tốt rồi. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, Lưu Phong chắc hẳn đã biết ngươi chính là sinh mẫu của hắn. Lợi dụng ưu thế này ngươi nên lợi dụng tình cảm của hắn. Một hài tử từ nhỏ không có mẫu thân thì rất khát khao có được tình thương mẫu tử. Điện hạ, ngươi có thể còn chưa biết, thế lực của Lưu Phong đã ngày càng mạnh lên. Chủ công thậm chí còn nghĩ Lưu Phong sẽ trở thành thế lực thứ ba sau Đông Cung và Yến Vương Bình Phân. Nếu ngươi có thể dùng tình cảm, cảm hóa hắn thì đối với chúng ta rất có lợi. Nếu ngươi đưa hắn vào tình thế đối đầu với chúng ta thì sẽ rất bất lợi. Ta biết, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Được rồi, vừa rồi ngươi nói đến chân long vệ là chuyện gì? Thái tử Phi đột nhiên hỏi. Chương 422, Cao Thủ. Hắc Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, nói, ta cũng vừa mới nghe chủ công nói qua. Chân long vệ chính là lực lượng võ trang của riêng bệ hạ. Mặc dù nhân số không nhiều nhưng uy lực của mỗi người thì thực sự là ghê gớm.
Nghe nói Chân Long Vệ chính là được tuyển chọn từ tinh anh trong các tinh anh của quân ngũ. Đó là điều kiện đầu tiên để được nhập tuyển. Sau đó mỗi người sẽ phải giết 1.000 người mới được chính thức gia nhập Chân Long Vệ. Sau đó tiến hành huấn luyện cực kỳ tàn khốc trong 5 năm. Trường huấn luyện này người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Sau khóa huấn luyện chỉ còn 1/10 nhân số được thông qua. Những người không vượt qua được sẽ bị những người vượt qua giết chết. 1/10 nhân số vượt qua khảo hạch sẽ đủ tư cách trở thành Chân Long Vệ sơ cấp. Khi đó họ sẽ được truyền thụ tu chân pháp quyết Chân Long Sát. Sau 5 năm nữa mới có chút thành tựu. Tóm lại Chân Long Vệ đích thị là rất cường đại. Chỉ khi nào đế quốc lâm nguy thì hoàng thượng mới dùng Tử Hư Chân Long lệnh điều động đến lực lượng này. Nhưng sau lần bị ám sát lần trước, hoàng thượng đã dùng đến lực lượng này. Căn cứ theo suy đoán của chủ công thì 21 đội Chân Long Vệ, một khi kết thành trận pháp thì có thể giết chết một gã kim đan sơ kỳ cao thủ. Hắc Phượng Hoàng lạnh nhạt nói, chủ công biết trong tay ngươi có vài cao thủ tu chân nhưng nếu muốn động khởi thì ngươi sẽ không cách nào đối phó được với Chân Long Vệ. Huống chi còn có thêm Thiên Sư Đạo. Thái tử Phi sắc mặt nhất thời đại biến, âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là mình chưa vọng động, nếu không thì với lực lượng của Chân Long Vệ thì nàng thật không có khả năng chống cự. Đan Hùng rất buồn bực, mình đường đường là một cao thủ kim đan kỳ nhưng lại rơi xuống làm một gã cẩm y vệ bách hộ. Sự thật này thật khó làm cho hắn có thể tiếp nhận được. Bất quá hắn phát hiện ra Thiên Đại và Hắc Vân, mặc dù là hai phàm nhân nhưng trên người lại có chút tà khí, thậm chí lực chiến đấu còn không hề kém hắn. Cao thủ như hai người này mà có thể chọn Lưu Phong làm chủ nhân. Do ra thì hắn vẫn còn tốt chán. Mặc dù là cẩm y vệ bách hộ, có chút ủy khuất nhưng so với nô lệ, nô tài thì vẫn còn hơn xa. Ngươi cười gì vậy? Thiên Đại thật sự không ưa được gã kim đan kỳ tu chân này. Nhất là khí tức từ trên người hắn rất tà dị. Đan Hùng cười hắc hắc, ta cảm thấy ta vẫn may mắn, vẫn còn là người tự do. Hắc Vân khinh miệt nhìn Đan Hùng, âm thanh lạnh lùng cất lên, ta tự hào là thuộc hạ của chủ nhân. Thiên Đại gật đầu, không sai, tước gia đích thị là chủ nhân tốt, ta không thấy gì là bất hảo cả. Nghĩ lại kiếp sống sát thủ của mình trước kia, Thiên Đại vẫn còn thích cuộc sống bây giờ hơn rất nhiều. Huống chi Lưu Phong đối với hắn cũng rất khách khí, không ép buộc hắn chuyện gì. Hắc Vân đối với Lưu Phong thì luôn tôn kính. Nghĩ lại cuộc sống nô lệ của mình và cuộc sống bây giờ của hắn, hắn thầm cảm tạ Lưu Phong. Lưu Phong đối với hắn thật tốt, như là huynh đệ vậy. Từ Lưu Phong mà hắn có được khỏa đan dược, hơn nữa với sự cố gắng của hắn thì bây giờ gã đã có thể đánh ngang tay với một gã cao thủ kim đan hậu kỳ. Tất cả đều là nhờ Lưu Phong mà có. Ai? Đan Hùng thở dài một tiếng, hiểu được hai tên này thật ngu muội. Ta nói các ngươi như thế nào mới? Không hay, có cao thủ tiếp cận. Đan Hùng chưa nói xong thì Hắc Vân đột nhiên biến sắc, phi thân lên cao, ánh mắt nhìn ra phía trước. Cùng lúc đó Đan Hùng và Thiên Đại cũng cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đang tiến đến thiên thượng nhân gian. Không hay rồi, phỏng chừng là một gã tu chân nguyên anh kỳ. Thân là tu chân, Đan Hùng đối với khí tức của tu chân giả rất mẫn cảm. Hắn mơ hồ đã đoán được thân phận của người này. Thiên Đại và Hắc Vân nghe vậy, lập tức kinh hãi, vội hỏi, ngươi phán đoán có chính xác không? Phải biết rằng lúc này Lưu Phong đang tu luyện trong phòng đến thời khắc quan trọng. Bằng không thì hắn đã không gọi ba người đến làm hộ pháp. Ta chắc chắn. Đan Hùng nghiêm mặt nói, tu vi của người này ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ. Cảnh giới chênh lệch, Đan Hùng cũng không biết chính xác cảnh giới của người đó nhưng hắn biết người đó so với hắn thì còn mạnh hơn rất nhiều. Bất kể là ai thì cũng không thể để cho hắn quấy rầy chủ nhân tu luyện. Hắc Vân sắc mặt xa sầm xuống, rút ra một thanh bảo kiếm đen xì. Thiên Đại cũng không chậm trễ, Lưu Phong đối với hắn có ơn cứu mạng, hơn nữa đi theo Lưu Phong cũng rất tốt. Tự nhiên là hắn hy vọng Lưu Phong không xảy ra chuyện gì. Đan Hùng cũng âm thầm kêu khổ, Lưu Phong không biết thế nào mà lại trêu chọc vào nhân vật cường đại như vậy. Các hạ nếu đã tới, tại sao không hiện thân? Đan Hùng bay lên giữa không trung, gằn giọng hỏi. Một lúc lâu sau, từ không trung truyền đến một thanh âm khinh thường, hừ, gọi Lưu Phong ra gặp ta. Các ngươi chưa đủ tư cách cho ta hiện thân. Hắc Vân quát lớn, khơi là bọn chuột nhắt, ngươi có tư cách gì mà đòi gặp chủ nhân ta? Nếu không hiện thân thì đừng trách ta khách khí. Ha ha. Giữa không trung lại truyền đến âm thanh lúc nãy, Lưu Phong quả nhiên là không tiến bộ được, lại có thể ngang nhiên thu hắc ám võ sĩ làm thuộc hạ. Xem ra chả có gì là tốt.
nói càn, dám khinh miệt chủ nhân của ta, ngươi không còn muốn sống nữa. Thiên đại tức giận quát lên, dám thối, ngươi nên chú ý ngôn từ của ngươi. Hắc ám võ sĩ chúng ta thì sao? Lặp lại lần nữa, mau gọi Lưu Phong ra gặp ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Muốn chết. Thiên đại ghét nhất là người ta coi thường hắc ám võ sĩ, tập trung truy tìm phương hướng của âm thanh đó, lao đến, không biết tự lượng sức. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên, từ giữa không trung vang lên một âm thanh rất nhỏ vang lên, thiên đại đang hung hãn bay lên đã bị một đạo kiếm quang đánh trúng, rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên là đối phương chỉ ra tay giáo huấn thiên đại một chút mà thôi. Hạ thủ rất có phân tắc, không đả thương người. Thiên đại đứng dậy, phủi hết bụi bặm trên người, nhìn Hắc Vân, Đan Hùng, không sao, các ngươi lo cái gì chứ? Một đám không biết sống chết, còn không mau kêu xú tiểu tử Lưu Phong ra gặp ta. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn sống nữa? Giữa không trung xuất hiện một nhân ảnh, người này quanh thân phiêu tán ngũ sắc hào quang, tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc là Đan Hùng đi theo tuyệt sắc kiếm tiên tu luyện, đối với tu chân giới không hiểu biết nhiều. Nếu không hắn sẽ nhận ra thân phận người này. Lão đạo, ngươi tột cùng là ai? Lão đại của chúng ta bây giờ không tiện tiếp khách. Không bằng ngươi về trước, ngày sau lại quay lại. Đan Hùng lễ phép nói, kim đan hậu kỳ cao thủ, không sai. Đạo nhân dường như đối với Đan Hùng cảm thấy hứng thú, sư tôn ngươi là ai? Đan Hùng vốn đang muốn nói tuyệt sắc kiếm tiên ra dọa lão đạo này nhưng lại nghĩ đến sư tôn hắn trước kia dường như có chút rắc rối, không thể tùy tiện mang danh húy của người ra nói được. Do dự một lát, Đan Hùng quyết định quên đi ý niệm này, xin lỗi, gia sư đã rời khỏi tu chân giới, không người khác biết đến danh húy của người nữa. Xin tiền bối thứ lỗi. Thiên đại lạnh lùng nhìn đạo nhân, âm trầm cười nói, lão đạo, thiên đại tự nhận không đánh lại người. Hôm nay chúng ta ba đánh một. Để xem ngươi còn khinh thường nữa không. Xem chiêu. Dứt lời trường kiếm trong tay hoa lên loang loáng. Hơn trăm bóng kiếm trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm quang hình chiếc quạt bắn tới. Lão đạo mỉm cười. Đối mặt với công kích như vậy, thân ảnh chỉ khẽ lắc động, đã tránh khỏi kiếm khí. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Kiếm khí tung hoành ngang dọc, cơ hồ như băm nát cả không gian xung quanh, nhưng không một đạo kiếm khí nào gây thương tích được lão đạo sĩ. Thiên đại lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ trước mắt, trường kiếm trong tay xoay tròn tịnh tiến, tầng tầng, kiếm quang lập tức bao phủ lên đạo sĩ. Đạo nhân thấy thiên đại không biết lượng sức, sắc mặt nhất thời sầm xuống, hắng giọng hét lớn một tiếng, huy vũ phất trần trong tay. Nhất thời một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện, làm cho bốn phía sinh ra dày đặc các âm thanh như sét đánh vậy. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Lão đạo trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng, tốc độ thực hãi nhân. Còn thiên đại thì bị thổi bay như một chiếc lá trong cơn bão, cuối cùng ngã lăn xuống mặt đất. Đạo nhân tựa như đã động sát tâm, tiếp tục huy vũ phất trần. Kiếm khí trong nháy mắt đã tràn ngập đầy trời. Đan Hùng và Hắc Vân thấy vậy cũng không phân biệt gì nữa, trao đổi bằng ánh mắt, đoạn chia hai hướng lao đến. Ngay khi đạo nhân chuẩn bị hạ sát thủ đối với thiên đại thì thần sắc đại biến. Từ phía sau nhất thời tiếng gió rít lên, một đạo kiếm quang chân khí đang âm thầm tiến đến. Đan Hùng dù sao cũng là cao thủ kim đan kỳ, một khi toàn lực công kích thì đạo sĩ cũng không dám khinh thường. Lão không chậm trễ, xoay người lại, một ngón tay phóng ra kiếm khí hóa giải công kích của Đan Hùng. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, Liều Mạng. Ngay lúc này Hắc Vân đã kịp thời cứu thiên đại. Hắc Vân trong mắt mang theo một tia hận thù, thân thể xoay tít, rất nhanh cuốn tới lão đạo, cường hãn kiếm quang trong nháy mắt bắn tới. Lão đạo khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, chẳng biết sống chết gì cả. Nói xong phất trần vùng lên, bắn ra một đạo kiếm quang kim sắc. Kim sắc kiếm quang của lão đạo uy lực quá mạnh mẽ, lập tức bức lui công kích của Hắc Vân, dư lực vẫn tiếp tục như một mũi tên bắn thẳng tới diện môn Hắc Vân. Hắc Vân chỉ kịp lách mình sang bên một chút, thân hình đã bị kim sắc kiếm quang đả thương, tốc độ nhanh chóng giảm xuống, lảo đảo đứng không vững. Chẳng biết sống chết, còn không mau gọi Lưu Phong ra đây. Lão đạo khinh thường nhìn thiên đại và Hắc Vân bị thương, nói. Còn ngươi, mau nói ra sư môn của ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng. Lão đạo xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn Đan Hùng hỏi. Chết đi.
Ngay khi lão đạo đang phân tâm thì thiên đại đang trọng thương bỗng nhảy dựng lên, thân kiếm hợp nhất nhanh như cắt lao tới, kiếm khí hủy thiên diệt địa như nộ hải cuồng long chém tới. Lão đạo nổi giận gầm lên, láo xược, tự tìm chết. Một đạo sấm sét đột nhiên hiện ra giữa không trung, trực tiếp đánh xuống thiên đại. Một tiếng nổ manh vang lên, hai đạo nhân ảnh lập tức tách rời, trong đó một nhân ảnh thân đẫm máu tươi. Đan Hùng mắt nhìn thấy thiên đại và Hắc Vân liều mạng, trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng dù sao thì cũng là thuộc hạ của Lưu Phong. Mấy ngày nay ba người ở chung một chỗ, nay sự tình đến như vậy, há có thể trơ mắt nhìn hai người kia bị giết. Quan trọng nhất là Thiên Đại và Hắc Vân đã thụ thương nhưng hắn thì vẫn bình yên vô sự, thật không chấp nhận được. Lão đạo, ta bất kể ngươi là ai, hôm nay ta cũng liều mạng với ngươi. Quanh thân thể Đan Hùng lập tức di tán ra một cỗ chiến ý cường đại. Một thanh tiên kiếm xanh biếc xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Lão đạo sừng sốt quát lên, ngươi là kiếm tu? Lão tử chính là kiếm tu. Ngươi đả thương hai vị huynh đệ của ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Đan Hùng giờ đây đã coi nhẹ sống chết, quyết tâm đánh một trận. Tiểu tử, mau báo danh tính sư trưởng của ngươi, miễn cho ta giết ngươi. Lão đạo đột nhiên hét lớn hỏi. Bây giờ tại tu chân giới có rất ít kiếm tu, bất quá mỗi người tu chân theo kiếm tu đều có thực lực cường hãn. Lão đạo cũng biết vài cao thủ kiếm tu, không nên trêu chọc vào. Lão lo Đan Hùng là đệ tử của các vị này nên muốn hỏi rõ, tránh xảy ra hiểu lầm. Đan Hùng lạnh lẽo mỉm cười, khí tức cường đại nhanh chóng tỏa ra xung quanh, thanh sắc kiếm tiên trên tay khẽ ngân lên, toàn bộ lực lượng trong nháy mắt dồn vào thân kiếm, chuẩn bị liều mạng. Hãy bớt nói nhảm đi, có bao nhiêu bản lĩnh hãy thi triển ra. Đan Hùng thần sắc trầm ổn, thanh sắc kiếm tiên rung lên, một đạo kiếm khí bá đạo rít lên bắn tới lão đạo. Lão đạo hơi kinh hãi, không dám chậm trễ, phất trần lập tức vung lên nghênh tiếp. Bụp, bụp. Vài tiếng nổ nhỏ vang lên, lão đạo đã dễ dàng hóa giải kiếm khí của Đan Hùng. Cảnh giới của Đan Hùng và lão đạo chênh lệch rất lớn, cho dù là Đan Hùng có kiếm thế cường đại như thế nào thì cũng vô dụng. Đan Hùng sắc mặt xám ngoét như tro tàn, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, toàn thân chuyển động như hổ báo. Miệng phát ra những tiếng rú man dại, thanh sắc kiếm tiên trong tay rít lên không ngừng, mỗi một kiếm phát ra đều mang theo tận cùng lực lượng. Chết đi! Đan Hùng gầm lên, chỉ thấy một cơn bão kiếm thế phủ lên người lão đạo. Lão đạo trong mắt hiện ra nét tán thưởng, những sợi tơ trên phất trần lập tức trở nên cứng rắn, bắn ra ngăn chặn kiếm thế của Đan Hùng. Đan Hùng lúc này đã thực sự liều mạng, điên cuồng công kích, kiếm thế phát ra thực sự chói mắt. Áp lực lên thân thể lão đạo ngay lập tức gia tăng lên, thậm chí làm cho thân thể lão trở nên rung động, phảng phất như thiên cân đè xuống, ngay cả cử động của lão cũng trở nên chậm đi một chút. Hảo tiểu tử, quả nhiên đã đạt tới chân đế của kiếm đạo, đáng tiếc là ngươi gặp phải lão phu. Lão đạo đột nhiên hét lớn, gân cốt toàn thân đột nhiên vang lên lách cách, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Xung quanh lập tức bắn ra vạn trượng kim quang, cả không trung lập tức bị nhuộm trong sắc vàng kim quang. Chỉ trong chớp mắt vòng vây kiếm thế của Đan Hùng đã lập tức bị bào mòn đi một chút. Đan Hùng thấy vậy, sắc mặt đại biến, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng phản hồi, thanh sắc kiếm tiên lại ngân lên, đè ép tới. Lão đạo sắc mặt xa sầm xuống, thân thể bắn lui về sau ba trượng, mũi nhân điểm xuống trong nháy mắt phóng lên cao, né tránh toàn bộ công kích của Đan Hùng. Đan Hùng nhìn thấy thân pháp đối phương như sương khói, quỷ mị vô thường, khẽ thở dài một tiếng. Thân pháp của đối phương như vậy, hắn thực không thể đối phó nổi. Bất quá lúc này chẳng còn biện pháp gì cả, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian cho Lưu Phong. Từ lý thuyết mà nói thì Lưu Phong bế quan tu luyện đã 3 ngày, cũng đã gần xong. Sát! Đan Hùng song thủ vung lên, thanh sắc kiếm tiên nhất thời rời tay, như một tia chớp xanh bắn tới lão đạo. Lão đạo cảm nhận được sát khí sắc bén truyền đến, trong mắt hiện ra vẻ tà dị, quát, tiểu tử, ta đã lưu tình nhưng ngươi lại thừa thế bức người, ta không thể làm gì hơn là phải xuống tay. Phất trần trong tay lão cũng lập tức rời tay bay nhanh ra phía trước. Đèng! Một thanh âm chói tai vang lên, binh khí song phương va chạm nhau, phất trần của lão đạo thế như trẻ tre xuyên qua kiếm quang Đan Hùng, như tia chớp bắn tới diện môn của hắn. Chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, kim quang sắc bén đã ghim lên người hắn. Chỉ có chừng đó bản lĩnh mà cũng dám cùng ta động thủ. Nhìn ba người trọng thương trước mặt, lão đạo hiện ra vẻ khinh thường. Ba người Hắc Vân dìu nhau đứng lên, lạnh lùng nhìn lão đạo.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì e là lão đạo đã bị ba người bọn họ giết thành trăm lần. Mau gọi Lưu Phong ra gặp ta, nếu không các ngươi sẽ phải chết. Lão đạo cước đạp hư không, tay phải vẫy nhẹ, phất trần tự động trở lại tay của lão. Chủ nhân không tiện gặp khách. Hắc Vân quắc mắt nhìn lão đạo, gằn từng chữ. Hừ. Lão đạo hừ một tiếng, tựa hồ như hiểu được, tiểu tử thúi đang bế quan tu luyện đúng không? Đan Hùng thấy trong mắt lão đạo hiện ra một tia âm hiểm, vội vàng dùng mắt ra hiệu Thiên Đại và Hắc Vân chuẩn bị liều mạng. Lưu Phong nếu hôm nay không may gặp chuyện bất trắc thì Đan Hùng cũng bị thần hình cụ diệt. Hắc Vân và Thiên Đại gật đầu, trong lòng ngầm quyết định chú ý, chuẩn bị đồng thời tự bạo. Với tu vi của hai người nếu đồng thời tự bạo thì cho dù là Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng không thể coi thường. Lão đạo sĩ, ngươi muốn gì? Lão đại ta và ngươi không oán không cừu, sao lại làm như vậy? Đan Hùng từ trong mắt lão đạo đã phát hiện ra được sát khí. Dừng một chút, Đan Hùng hung hăng nói, lão đạo, nếu hôm nay ngươi làm thương tổn đến lão đại của ta thì ngươi sẽ phải hối hận, hậu quả dám chắc ngươi sẽ không tưởng tượng được. Vị trí của Lưu Phong trong mắt sư tôn hắn và mỹ nữ tiền bối như thế nào thì Đan Hùng rõ ràng nhất. Nhất là mỹ nữ tiền bối luôn miệng gọi Lưu Phong là tiểu tình nhân, quan hệ tự nhiên là mật thiết. Nếu Lưu Phong hôm nay gặp chuyện trở thành cái gì ba dài hai ngắn thì Đan Hùng cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, e là cả tu chân giới cũng sẽ lâm vào cảnh đồ sát. Với lực lượng của sư tôn hắn và mỹ nữ tiền bối thì muốn đảo lộn tu chân giới không phải là chuyện khó. Đó là chưa kể đến sư môn của Lưu Phong là Phiêu Hương Cốc cũng sẽ truy cứu. Lão đạo tự nhiên là hiểu được ý tứ của Đan Hùng. Theo tình báo lão có được thì đứng sau lưng Lưu Phong chỉ có Phiêu Hương Cốc mà thôi, căn bản không thể uy hiếp được lão. Đương nhiên trong thâm tâm lão đạo cũng không có ý định giết chết Lưu Phong. Dù sao thì đại họa của tu chân giới cũng sắp buông xuống, lúc này lại đối đầu với Phiêu Hương Cốc cũng không phải là chuyện tốt. Lão đạo hôm nay muốn bức bách Lưu Phong gặp mặt là có chuyện muốn nói với hắn. Với thân phận của lão đạo thì không nên làm việc này, nhưng nếu hắn không đến thì có một số việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của lão. Lão Hắc, lão Tạp Mao, chuẩn bị liều mạng. Tình huống lúc này nếu ngươi không tử thì ta vong. Thiên Đại quyết định chết oanh liệt, chuẩn bị đồng thời tự bạo. Chương 424, xuất quan. Hỗn xược, ta chỉ muốn gặp tiểu tử thúi Lưu Phong, các ngươi liều mạng thật sao? Lão đạo thực sự không rõ ba cao thủ hiếm có này như thế nào đối với Lưu Phong lại trung thành như vậy. Đan Hùng hiểu được chuyện cũng không quá nghiêm trọng như mình nghĩ, vội vàng chấn định tâm tình, chuyển sang hỏi, lão đạo, ngươi nói là thật. Ngươi muốn gặp lão đại của ta? Lão đạo lạnh nhạt gật đầu, không sai, lão đạo chính là muốn gặp Lưu Phong, kỳ thật không có ý tứ gì khác. Mẹ kiếp, lão đạo sĩ kia, sao không chịu nói sớm, khiến cho lão tử ngay cả tự bạo cũng định làm. Thiên Đại tức giận mắng to, lão đạo kinh hãi, thật sự cảm thấy bội phục Lưu Phong. Có thể làm cho cao thủ trung thành như vậy, vì hắn có thể tự bạo. Xem ra tiểu tử thúi Lưu Phong này cũng có chút thủ đoạn. Thực không giống như những lời đàm tiếu về hắn, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đàn bà. To gan, trước mặt ta chớ làm càn. Lão đạo nghe Thiên Đại nói vậy, quát lại. Thiên Đại há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra. Dù sao thì so với tự bạo thì nếu có thể trì hoãn thêm cuộc sống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Các ngươi mau cử người nói Lưu Phong đình chỉ tu luyện, lão đạo có chuyện muốn nói với hắn. Mặc dù đạo sĩ biết Lưu Phong đang tu luyện nhưng cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Trên đời này có thể làm cho lão chờ đợi, tuyệt đối không có quá 10 người. Hiển nhiên Lưu Phong cũng có mặt trong nhóm 10 người này. Đan Hùng nhíu mày, tiền bối, người cũng biết tu chân giả nếu đang tập trung tu luyện mà đình chỉ thì kết quả sẽ ra sao? Nếu người thực tình không muốn tổn hại đến lão đại ta thì xin chờ thêm lát nữa. Nếu không kiên nhẫn thì vài ngày sau hãy quay lại. To gan, ta từ xa đến đây, chuyện không thể trì hoãn được, há lại có thể trở về. Nếu bị truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười hay sao? Lão đạo hừ một tiếng, nói, ta nói lại lần cuối cùng, các ngươi nên nhanh chóng quyết định. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp Lưu Phong. Nếu các ngươi không đi gọi hắn thì lão đạo tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn. Đan Hùng tự nhiên không hoài nghi thủ đoạn của lão đạo. Với tu vi của lão thì hoàn toàn có thể dùng thần thức công kích làm Lưu Phong tỉnh lại. Chỉ là nếu làm vậy thì thần thức Lưu Phong sẽ bị tổn thương, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Lão đầu, ngươi không phải là ỷ mạnh bức người sao?
không lẽ không thể đợi thêm một chút? Thiên đại tức giận hỏi. Các ngươi là vật gì? Lưu Phong là cái gì? Hắn chưa đủ tư cách để ta phải chờ hắn. Các ngươi cuối cùng có đi hay không? Mặc dù thanh âm không lớn nhưng ba người lại cảm ứng được sát khí và uy hiếp tỏa ra từ lời nói của lão. Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, khẽ lê thân thể đang trọng thương đứng thẳng dậy. Lão đạo, cho dù ta liều mạng cũng không để cho người gián đoạn tu luyện của chủ nhân. Không sai, trừ phi chúng ta chết, nếu không ngươi sẽ tuyệt đối không thể quấy rầy chủ nhân tu luyện. Đứng sát bên Hắc Vân, Thiên Đại cũng bị hào khí của Hắc Vân làm cho kích phát. Đan Hùng tự nhiên cũng không yếu thế, liều mạng đứng sát lại Hắc Vân và Thiên Đại. Cử động của ba người không nghi ngờ gì nữa, chính là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của lão đạo. Đã như vậy để ta tiễn ba ngươi xuống Cửu Tuyền. Trên người lão đạo thả ra một đạo sát khí như thực thể. Mặc dù lão còn chưa phát động công kích nhưng cường đại sát khí đã làm cho ba người Đan Hùng phải kinh hãi, hô hấp thiếu điều ngừng trệ. Sư tôn, tái ngộ. Đan Hùng tâm tình có chút bi quan, lên tiếng cáo biệt. Tiền bối, ta lần cuối cùng gọi ngươi là tiền bối. Đan Hùng khẽ vận công trấn áp sát khí, nói, lão đại nếu gặp chuyện không may thì toàn tu chân giới cũng sẽ phải trả giá. Lão đạo khẽ rung lên, tựa hồ đoán được thân phận của Đan Hùng, ngươi là đệ tử của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lão đạo từng nghe Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cho Lưu Phong Hạo Thiên Kiếm. Lại nghĩ đến Đan Hùng năm lần bảy lượt thể hiện bản lĩnh kiếm tu, hiển nhiên là có liên quan đến Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Âm thanh Đan Hùng lạnh lùng nói, ngươi biết là tốt rồi. Sư tôn, chuyện này không thể trách Đồ Nhi được, là tên mũi trâu này nói ra chứ Đồ Nhi không hề tiết lộ thân phận. Lão đạo tức giận hừ một tiếng, đừng tưởng nguyên thần kỳ tu chân là có thể làm náo loạn tu chân. Đệ tử, hậu bối như các ngươi căn bản không hiểu rõ về thực lực của tu chân giới. Các ngươi tưởng rằng Nguyên Anh kỳ là cao nhất tu chân giới hiện nay thôi sao? Nói như vậy nhưng lão đạo trong lòng cũng một trận kinh sợ, cũng may là mình chưa mang gã tiểu tử kiếm tu này giết đi. Nếu không trêu chọc vào Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nguyên thần kỳ cao thủ, thật là phiền toái. Mặc dù bổn môn cũng có vài tiền bối cao thủ, không sợ Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhưng trêu chọc vào cường địch như vậy là không nên. Lão đạo sĩ, ta biết môn phái các người dám chắc cũng có tổ sư tọa chấn nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên dù là mạnh mẽ nhưng vẫn không thể so với mỹ nữ tiền bối. Mặc dù Đan Hùng bây giờ chưa biết mỹ nữ tiền bối mạnh đến mức độ nào nhưng từ sự tôn kính của sư tôn mình với mỹ nữ tiền bối thì tu vi của nàng tuyệt không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là Đan Hùng không biết Bạch Khiết chỉ là nguyên thần linh thể, hơn nữa chỉ là 1/3 linh hồn mà thôi. Lão đạo nghe vậy, trong lòng rung động. Từ ngữ khí của Đan Hùng thì xem ra hắn không phải là hù dọa mình nhưng lão vẫn không nghĩ ra sau Tuyệt Sắc Kiếm Tiên còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ là Phiêu Hương Cốc? Không thể nào. Lão đạo nhanh chóng phủ quyết phán đoán của mình, lão dù gì cũng ở gần Phiêu Hương Cốc nhiều năm. Thực lực của Phiêu Hương Cốc lão nắm rất rõ. Ngươi nói rõ ta nghe nào. Lão đạo hiểu mình cần phải hỏi rõ một chút. Đan Hùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thân phận của mỹ nữ tiền bối sao có thể nói cho lão tạp mau ngươi nghe được. Thấy Đan Hùng không nói lời nào, lão đạo sắc mặt lạnh lùng, quát, muốn chết. Lão tạp mau, ta đã tới. Ngay khi lão đạo huy động phất trần thì từ trong phòng Lưu Phong bắn ra một đạo bạch sắc kiếm quang, một thân ảnh vọt ra. Chủ nhân, lão đại đã xuất quan, đợi nhìn rõ ràng thân ảnh đó. Ba người Đan Hùng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ây, các ngươi thật là vất vả. Sự thật thì Lưu Phong đã thanh tỉnh lại một lúc nhưng hắn không lập tức hiện thân mà muốn xem biểu hiện của ba gã đại tướng dưới tay như thế nào. Hắn thấy ba người vì mình mà không ngại tự bạo thì cảm thấy rất hài lòng. Lưu Phong đã quyết định ba người này nhất định phải trọng dụng. Đương nhiên hắn cũng không biết Đan Hùng liều mạng là vì sợ sư tôn và Bạch Khiết. Các ngươi lui ra chữa thương, chuyện nơi này để ta xử lý. Lưu Phong mỉm cười nhìn ba người, gật đầu. Sau đó Lưu Phong quay sang nhìn đạo sĩ, các hạ là ai, vì sao đến nơi này gây chuyện? Ngươi là Lưu Phong. Đạo sĩ gay gắt quan sát Lưu Phong, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Ánh mắt của Đình Nha đầu quả không sai, đáng tiếc hắn lại là ngoại nhân. Lão đạo âm thầm cười lạnh một tiếng, hậu sinh khả úy, không sai, chỉ đáng tiếc. Lưu Phong bị lão đạo khiến cho như lạc vào sương mù, vị lão nhân gia này, ngươi cuối cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Bất quá trước khi nói chuyện chính sự, ta muốn xem thân thủ của ngươi.
Đình Nha Đầu là do lão đạo chứng kiến lớn lên, lão biết nha đầu này tính tình rất mạnh mẽ. Muốn ép gả cho Thiên Tâm cũng không có biện pháp. Cho nên lão muốn nhân cơ hội này xem tu vi Lưu Phong như thế nào, khi trở về sẽ nghĩ ra biện pháp cho Thiên Tâm. Sau này tại đại hội tu chân sẽ quang minh chính đại đánh bại Lưu Phong. Khi đó Đình Nha Đầu cũng không thể thoái thác nữa. Ngươi là ai? Trực giác nói cho Lưu Phong biết người trước mặt rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Viêm Chánh. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên, chẳng lẽ là Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo? Ta là ai? Đánh một trận đã, xem ngươi có tư cách biết thân phận của ta hay không. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. Lưu Phong lần này bế quan, thu hoạch rất lớn. Mặc dù chưa thể luyện hóa hoàn toàn bất tử tà khí trong cơ thể nhưng tu vi đã tăng lên nguyên anh trung kỳ. Bớt sàm ngôn, ra tay đi. Lão đạo lạnh lùng quát lên. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 425, quả nhiên là Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo. Thần sắc Lưu Phong khẽ biến đổi, ánh mắt chuyển sang nhìn lão đạo, tâm tình bình tĩnh. Sau đó hắn huýt lên một tiếng, thân hình như bốc cao, dẫn động kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm nhắm vào yếu huyệt của lão đạo. Bạch sắc kiếm quang mang theo thanh sắc hỏa diễm bắn ra, sát khí lạnh lẽo theo kiếm khí rít lên. Kiếm khí cường đại làm cho lão đạo trong lòng khẽ chấn động, không dám khinh thị, trong lòng không khỏi đánh giá Lưu Phong cao lên một chút. Lão đạo cũng không do dự, thân pháp nhanh như thiểm điện, trong phút chốc cước bộ thoát ẩn thoát hiện, phất trần trong tay, vung lên ngăn chặn kiếm khí của Lưu Phong. Hạo Thiên kiếm và phất trần chạm nhau phát ra rung động vang trời. Lão đạo trong lòng cả kinh, thượng cổ thần binh quả nhiên lợi hại, sau này khi trở về cũng phải chuẩn bị cho Thiên Tâm một thanh kiếm tiên thật tốt. Lên, tâm niệm đã thông, phất trần trong tay đạo sĩ dựng thẳng, mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân, bắn ra tia chớp hướng tới Lưu Phong. Phất trần ma sát kịch liệt với kiếm khí, hình thành những tiếng rít chói tai, thanh thế thực làm cho người ta sợ hãi. Lưu Phong tâm tình bình thản như mặt hồ, nhận biết nhất kích này không nên ngạnh tiếp, nguyên anh lực dẫn động thi triển thất tinh bộ, thân hình lập tức như tiêu tan, dịch chuyển sang phải nửa thước. Phập, kim sắc kiếm quang lóe lên, đâm sang bên cạnh thân thể hắn. Lão đạo trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này quả thật là nhân trung chi long. Chỉ bằng vào can đảm và khí độ này thì Thiên Tâm đã kém hắn. Đáng tiếc hắn là ngoại nhân, nếu không thành toàn cho hắn và Đình Nha Đầu cũng là mỹ sự. Ngươi là Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo. Thân hình bình ổn, Lưu Phong lên tiếng hỏi. Lão đạo cười nói, nếu ngươi đã đoán ra thân phận của ta thì ta cũng không che giấu nữa. Không sai, ta chính là Đạo Huyền chân nhân, trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông. Lưu Phong chỉ thấy trong đầu ong lên một tiếng, thầm kêu bất hảo. Quả nhiên là trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông, lão đến đây dám chắc là vì chuyện của Đình Nhi. Xin hỏi tiền bối vì sao đến đây? Bớt nói nhảm, đi, đánh một trận rồi nói. Đạo Huyền lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, lão tạp mao, ta còn lịch sự hỏi ngươi, ngươi lại châu bò muốn đánh. Lưu Phong trời xanh chính là không chịu thua người khác. Mặc dù biết thân phận của Đạo Huyền nhưng thần sắc vẫn như cũ, không sợ hãi, hai mắt bắn ra tinh quang. Kiếm cương như lôi điện bắn ra, nhất thời kiếm cương thoát ra, gây nên sóng gió động trời, sát khí vô hạn cuốn tới Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền thất thanh kêu lên, ngươi đã luyện thành kiếm cương. Vừa nói, thân hình đã xoay tròn như bông vụ, phất trần bay lượn, thân hình đã bắn về sau mấy trượng, tránh né công kích kiếm cương. Lưu Phong thấy Đạo Huyền có chút e ngại kiếm cương, hai mắt nhất thời hưng phấn, quát lên, kích phát ra mấy đạo kiếm cương, truy sát Đạo Huyền. Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, bất quá là sơ cấp kiếm cương, ngươi cho rằng ta sợ hay sao? Từ thẹn chuyển sang giận, Đạo Huyền lần này không né tránh mà dồn toàn lực lên phất trần, bắn ra kim sắc kiếm quang nghênh đón. Ầm! Một tiếng nổ kinh tâm động phách vang lên, lực lượng tỏa ra xung quanh khiến cho khí huyết của ba người đan hùng cũng trở nên nhộn nhạo. Mây mù tiêu tán, Đạo Huyền thân thể như một cành liễu phiêu phất vọt tới, chủ động công kích. Thân ảnh Đạo Huyền nhanh vô cùng, phất trần nhanh như chớp tung ra tam chiêu bao phủ lấy thân hình Lưu Phong. Kiếm quang chưa đến nhưng khí thế cường đại đã làm cho hô hấp của Lưu Phong trở nên khó khăn. Đan hùng ba người mắt thấy tính mạng Lưu Phong bị đe dọa nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể dương mắt nhìn kỳ tích phát sinh. Lưu Phong xoay tít Hạo Thiên kiếm trong tay, hít một hơi dưỡng khí, thất tinh bộ xoay chuyển tận lực, lui về sau.
Đạo Huyền dường như đã sớm đoán trước được động thái này của Lưu Phong. Ngay khi thân hình Lưu Phong bắn ra sau thì phất trần đã dương lên, gắt gao bám theo Lưu Phong. Lưu Phong toàn thân toát mồ hôi lạnh, thậm chí ướt cả quần áo. Bất đắc dĩ hắn phải đáp xuống mặt đất, cước bộ luân chuyển liên tục đào thoát. Mặt đất bị kiếm quang nhất thời cày nát, đá bay cát bụi ngập trời. Lưu Phong chỉ thấy kiếm thế đối phương liên miên bất tuyệt, thao thao không dứt, căn bản không cho hắn một cơ hội nghỉ ngơi. Dần dần hắn cảm giác được hô hấp của mình cơ hồ đình trệ, cảm giác tử vong cận kề nổi lên trong lòng hắn. Đạo Huyền lúc này đang do dự, nếu lúc này muốn giết Lưu Phong thì dễ như trở bàn tay, nhưng thân là trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông, lão cũng lo giết chết Lưu Phong sẽ gây ra đại phiền toái cho bản phái. Phiêu Hương Cốc thì lão cũng chẳng sợ mấy, nhưng lão lo lắng chính là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên và nhân vật đáng sợ mà Đan Hùng đã nói. Quên đi, tạm thời tha chết cho hắn, luôn tiện khích lệ thiên tâm tiến bộ. Cân nhắc mãi, cuối cùng Đạo Huyền quyết định buông tha sát tâm đối với Lưu Phong. Phất trần tại không trung vẽ ra một quỹ tích đẹp đẽ, chuẩn xác kích trúng thân Hạo Thiên Kiếm. Keng một tiếng, thiếu chút nữa Lưu Phong đã buông ra Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm nhất thời ngâm lên một tiếng, quang huy tăng vọt. Nguyên là kiếm thế của Đạo Huyền đã kích thích chiến ý của kiếm hồn. Đáng tiếc là Lưu Phong lúc này song thủ đã giã rời vô lực. Đạo Huyền đột nhiên quát lớn, ngừng tay, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lưu Phong uất hận nhìn Đạo Huyền, có chút không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn. Dù sao lão cũng là nhất phái tôn sư, lực lượng hai người chênh lệch rất lớn, tuyệt không phải chỉ là nhất tinh nửa điểm. Phải biết rằng Đạo Huyền đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ cả trăm năm trước, trong khi Lưu Phong chỉ vừa mới tức thì tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Tu vi chênh lệch như thế nào ai cũng rõ. Bất quá Lưu Phong có thể cầm cự như vậy cũng đã đủ để hắn vui mừng. Phải biết rằng thời gian tu luyện của hắn chỉ bằng 1/10 thời gian tu luyện của Đạo Huyền. Tương lai sau này dám chắc Lưu Phong sẽ có cơ hội vượt qua Đạo Huyền. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lưu Phong cố gắng trấn tĩnh tâm thần, thu hồi Hạo Thiên Kiếm, lạnh nhạt nói, nếu đã đánh xong thì thỉnh xin tiền bối nói cho ta biết người tìm ta có việc gì. Đạo Huyền chân nhân thân phận cực cao, mặc dù trong lòng đang oán hận nhưng Lưu Phong vẫn xưng một tiếng tiền bối. Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể rời xa Đình Nhi. Đạo Huyền thu hồi phất trần, khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt của mình. Đan Hùng từ miệng của mỹ nữ tiền bối cũng biết được chuyện của Lưu Phong và Đình Nhi, bây giờ lại nghe Đạo Huyền nói vậy, trong lòng thầm than, đều là do gái mà gây họa. Gái? Thiên Đại mặt đầy nghi vấn. Hắc Vân thì lạnh lùng nói, Đình Nhi tiên tử vốn là nguyện ý làm thê tử của chủ nhân. Đình Nha đầu là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông, ta tuyệt không cho phép nó cùng ngoại nhân gặp gỡ. Đạo Huyền thấy Lưu Phong không nói lời nào, khẽ quát. Lưu Phong khoanh tay, đôi mắt toát ra một tia trào phúng, đây là ý của ngươi. Không sai, đây là ý của ta. Đạo Huyền có chút bực tức. Dùng ánh mắt như vậy để nhìn lão thì đã từ lâu không có ai. Uổng cho ngươi là nhất đại tôn sư nhưng lại suy nghĩ hồ đồ như vậy. Ta và Đình Nhi là thật tâm yêu nhau, không ai có thể chia lìa chúng ta. Lưu Phong kiên quyết trả lời. Vốn ta vẫn cho ngươi là nhất phái tôn sư, ánh mắt so với người khác đương nhiên là bất phàm. Nhưng xem ra ngươi quả cũng tầm thường, so với tiểu nhân thì cũng chẳng có gì khác nhau. Lưu Phong từng câu từng chữ rành rọt phun ra. Đạo Huyền sửng sốt. Đã bao năm nay từ khi sư tôn hắn độ kiếp thất bại thì cho tới bây giờ chỉ có lão giáo huấn người khác, chưa có ai dám giáo huấn lão. Hôm nay lại bị một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu thản nhiên giáo huấn. Lưu Phong thấy Đạo Huyền ngẩn ngơ, tiếp tục chỉ vào mặt lão mắng, ta và Đình Nhi là tự nguyện yêu nhau, ngay cả khi ngươi mang cái chết ra uy hiếp ta cũng không lùi bước. Ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ tình yêu. Đan Hùng nghe Lưu Phong nói vậy, vẻ mặt hiện ra vẻ sùng bái. Trách không được ngay cả mỹ nữ tiền bối cũng si mê lão đại, thì ra lão đại quả là si tình vương. Nếu ta là nữ nhân, ta cũng muốn được gả cho lão đại. Đan Hùng vô hạn suy tưởng. Hắc Vân và Thiên Đại cũng không thấy nhàm chán, trong lòng còn có chút hưng phấn. Đi theo chủ nhân như vậy tuyệt đối tiền đồ vô hạn. Thường có câu nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Lưu Phong đối đãi với quần áo tốt như vậy, thì dám chắc sẽ đối đãi rất tốt với huynh đệ. Chương 426, giáo huấn Đạo Huyền. Đạo Huyền bị Lưu Phong mắng to, lại nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Phong tràn đầy chính nghĩa, đột nhiên sinh ra hoài nghi hành vi của mình. Ta là tiểu nhân thật sao? Ta sai.
nhưng nước sạch không thể dùng để tưới cánh đồng người khác được. Đình Nhi không thể gả cho ngoại nhân được. Đạo Huyền lẩm bẩm vài câu trong miệng, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, hét lớn, làm càn, chỉ bằng những lời nói vừa rồi thì ta đã có thể đánh chết ngươi. Hừ, hèn hạ tiểu nhân, ta vì tình yêu mà chết, tuy tử mà vinh. Lưu Phong lớn tiếng mắng, còn ngươi sẽ mang tiếng xấu ngàn năm, trở thành tiểu nhân cho thế nhân thóa mạ. Thấy Đạo Huyền lại sững sờ, Lưu Phong tiếp tục tổng xỉ vả, uổng cho ngươi là cao nhân tu đạo mà ngay cả điểm ấy cũng không thấy. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta sẽ làm cho Đình Nhi thay đổi chủ ý. Nói cho ngươi biết, ta với Đình Nhi sẽ không vì ngoại giới mà chia lìa. Ta khuyên ngươi nên quên chuyện này đi là hơn. Lưu Phong càng nói càng kích động. Đan Hùng nghe Lưu Phong nói, âm thầm nhớ kỹ. Nếu sư tôn cho phép, sau này hắn cũng sẽ dùng những câu nói của Lưu Phong để tìm song tu tình lữ. Đạo Huyền ngơ ngác nhìn Lưu Phong, đột nhiên nghĩ ra mình có chút tà ác. Lão hiểu được Lưu Phong sánh với Đình Nhi chính là tốt nhất. Tình yêu có thể so sánh với kim cương, lấp lánh nhưng cứng rắn. Vì tình có thể bất chấp mạng sống, quả là hiếm thấy. Tại tu chân giới vì nữ nhân hoặc vì song tu tình lữ mà bỏ cả tính mạng thì rất hiếm có. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đạo Huyền nhất định không bỏ qua chuyện này. Sau một hồi ngạc nhiên, Đạo Huyền bình tĩnh trở lại, nhìn Lưu Phong nở nụ cười, ngươi thật là hậu sinh khả úy. Ta khinh, nói nửa ngày cũng như đàn gảy tai trâu, Lưu Phong một trận buồn bực, lão già này cả đời tu đạo, quả nhiên là ngay cả chút điểm tình yêu cũng không hiểu. Lưu Phong nói, tiền bối, xem ra người căn bản không hề hiểu cái gì là ái tình. Nếu người ỷ mạnh bức người thì bất kể là ta, Đình Nhi hay Thiên Tâm đều sẽ không thể hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì? Đạo Huyền nao nao, chợt phát hiện ra mình tu đạo mấy trăm năm cũng không biết tình yêu và hạnh phúc là cái gì. Trong nhận thức của lão thì chỉ có thực lực mới là thiên đạo duy nhất. Đạo Huyền đột nhiên nét mặt xa sầm, không cần khuyên ta nữa, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý buông tha cho Đình Nhi không? Ánh mắt Lưu Phong kiên định nhìn Đạo Huyền, trong lòng có chút thương cảm. Đây là cao nhân, nhất đại tông sư sao? Cả đời tu chân nhưng ngay cả tình cảm cơ bản của con người cũng không hiểu thì tu làm cái dám gì? Đương nhiên Lưu Phong chỉ nghĩ mà không nói cho Đạo Huyền nghe. Đạo Huyền hơn phân nửa cũng sẽ không cho là đúng. Sự thật thì đại bộ phận tại tu chân giới đều theo đuổi thiên đạo cả đời, theo đuổi thực lực mà đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ngay cả việc song tu cũng chỉ là để tăng cường thực lực và thỏa mãn dục vọng. Làm gì có cái gì mà tinh ái với chả hạnh phúc. Ta cũng nói rõ ràng cho ngươi biết, không ai trên đời này có thể tách rời ta và Đình Nhi. Tiểu tử, kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Đạo Huyền sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong mắt đã hiện ra sát ý. Lưu Phong hai mắt liếc nhìn lão, trực tiếp nói, ta không muốn nghĩ nữa. Đạo của chúng ta khác nhau, ngươi muốn làm gì cứ làm. Tiểu tử quả nhiên là can đảm. Đạo Huyền cười lạnh, đã bao nhiêu năm nay chưa ai dám ngỗ nghịch cãi lại ý tứ của ta. Ngươi là người thứ nhất. Lưu Phong khinh thường nói, trước nay ta vẫn nghe Đình Nhi nhắc tới ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi là cao nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết là hữu danh vô thực, thật đáng thất vọng. À không phải, phải là đáng thương mới đúng. Ta cảm thấy ngươi rất đáng thương, ngay cả tình cảm cơ bản nhất mà cũng không hiểu, còn có thể xưng là cao nhân gì nữa. Thật buồn cười. Tiểu tử, ngươi biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì không? Đạo Huyền chân nhân cho tới bây giờ cũng không bị ai giáo huấn đến tối tăm mặt mũi như vậy. Đạo Huyền sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi tuổi trẻ, ngươi rất ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi phải trả giá vì ngông cuồng. Nói xong hai mắt lập tức bắn ra hai đạo quang huy như tia chớp về phía Lưu Phong. Ngực Lưu Phong nhất thời như bị trọng chùy kích trúng, thân thể mãnh liệt rung lên, thiếu chút nữa đã không cách nào đứng vững được nữa. Hừ, không biết tự lượng sức. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Phong, Đạo Huyền châm chọc mỉm cười, xem như tìm lại được một chút thể diện. Nguyên anh lực nhanh chóng phản hồi, Lưu Phong không ngừng thổ ra máu tươi. Bất quá hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn Đạo Huyền nói, ngươi rất hèn hạ. Danh môn chính phái bất quá cũng chỉ có thế. Ha ha, quả nhiên là có chút ý tứ. Đạo Huyền nghe vậy chẳng những nổi giận mà ngược lại còn cười to, trên mặt có vài phần tán dương, ngươi hay lắm, lão đạo năm đó bái Tiến Huyền Tâm Chánh Tông cũng đã nói như vậy. Bất quá ta không quan tâm tà hay chính, ta chỉ cần quan tâm đến kết quả của việc ta làm thôi. Đạo Huyền khẽ lay động phất trần nói, nếu ngươi là đệ tử môn phái ta, ta nhất định sẽ thành toàn hôn sự của ngươi với Đình Nhi. Lưu Phong hừ một tiếng,
ngươi muốn ta cải nhập Huyền Tâm Chánh Tông. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Huyền Tâm Chánh Tông chính là đệ nhất tông phái tại tu chân giới. Ai theo đuổi tu chân lại không muốn gia nhập? Hôm nay ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Huyền Tâm Chánh Tông thì lão đạo nhất định sẽ thu ngươi làm môn hạ, còn gả Đình Nhi cho ngươi. Thật sao? Ngươi có thể làm vậy sao? Lưu Phong bán tín bán nghi hỏi, Thiên Tâm thì thế nào? Ta nghe nói Thiên Tâm chính là đệ tử ngươi coi trọng nhất mà. Đạo Huyền cười khan một tiếng, không sai, Thiên Tâm chính là đệ tử mà ta coi trọng nhất, nhưng thiên tư của hắn có hạn. Vốn ta nghe nói ngươi chỉ là tên mặt trắng bám váy đàn bà, nhưng hôm nay tiếp xúc với ngươi ta mới biết ngươi là hảo tiểu tử, hơn nữa thiên phú của ngươi cũng rất cao. Nếu trở thành đệ tử của ta, ta cam đoan sẽ đãi ngộ ngươi cao hơn Thiên Tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời ta. Một gã tiểu tử nguyên anh trung kỳ, trong tay lại có Hạo Thiên Kiếm, đương nhiên làm cho Đạo Huyền động tâm. Quan trọng nhất là thiên phú của tiểu tử này rất cao, nếu thu làm đồ đệ thì trong vòng một năm tin tưởng có thể giúp hắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Nghe thì hấp dẫn đây, Lưu Phong hờ hững nói, tiền bối, ta hỏi ngươi một câu. Nếu đệ tử của ngươi cải nhập môn phái khác thì ngươi xử lý thế nào? Đương nhiên là phế hắn đi. Đạo Huyền vô ý, buột miệng trả lời. Trả lời xong mới biết thâm ý của Lưu Phong, sắc mặt nhất thời tức giận, ngươi dám cự tuyệt sao? Tiểu Bạch Kiểm thật khẩu thị tâm phi, ngươi nói là vì tình yêu có thể chết, sao ngay cả một chuyện chuyển đổi môn phái cũng không dám làm? Đạo Huyền bực tức quát lớn. Lưu Phong cười nói, ta không muốn nói nhảm nữa. Tóm lại chuyện của ta và Đình Nhi không ai có thể can thiệp được. Cuồng vọng. Đạo Huyền vốn là định mềm mỏng thương lượng, nhưng Lưu Phong vô cùng ương ngạnh, cho dù mềm mỏng cũng không chịu. Thấy Đạo Huyền lộ ra sát khí, Lưu Phong tuy kinh nhưng bất loạn, bình tĩnh nói, ngươi muốn giết ta. Ta nghĩ ngươi không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đạo Huyền trầm mặc hồi lâu không nói gì, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài đạo dị sắc. Lần đầu tiên trong đời có việc làm cho lão khó xử. Ngay khi lão đang ngơ ngẩn thì Lưu Phong âm thầm vận chuyển nguyên anh lực, nắm chặt Hạo Thiên Kiếm, ngầm chuẩn bị đánh lén một kích toàn lực. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, tà khí phát tác, phải song tu. Cũng giống như Đạo Huyền, Lưu Phong không thích phiền toái. Đạo Huyền tồn tại đối với Lưu Phong, bất kể từ góc độ nào cũng đều là trở ngại lớn cho hắn. Lưu Phong cho tới lúc này cũng không cảm thấy đánh lén là xấu hổ, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị mới là mấu chốt của thành công. Đột nhiên trên người Lưu Phong khởi, phát một ngọn thanh sắc hỏa diễm, ngay sau đó Hạo Thiên Kiếm ngâm lên một tiếng, thân hình Lưu Phong như một tia chớp phá không lao đến. Ngu ngốc, không biết tự lượng sức, Đạo Huyền nhìn thấy Lưu Phong tung đòn sấm sét, nhất thời trong mắt hiện lên sát ý vô tận. Hạo Thiên Kiếm trong tay Lưu Phong lúc này bắn ra bạch sắc quang mang dài 7 thước, nhìn từ xa cả người và kiếm như một thanh lợi kiếm màu trắng quét đến. Thần kiếm phá không, ngay cả không khí xung quanh cũng cuồng nộ rít lên. Cảm nhận được khí thế cường đại, Đạo Huyền không khỏi quát lên, kỳ lạ, tu vi kiếm đạo của người tựa hồ lại có chút tinh tiến. Chết đến nơi vẫn còn nghĩ vớ vẩn. Tốc độ Lưu Phong rất nhanh, cơ hồ đã vượt qua sức tưởng tượng của Đạo Huyền. Ngay khi Đạo Huyền vẫn còn kinh ngạc thì kiếm khí của Lưu Phong đã quất trúng Đạo Huyền. Thấy tình cảnh như vậy, Đan Hùng thậm chí còn sinh ra cảm giác lo lắng, sau khi Đạo Huyền chết đi thì sẽ sinh ra hậu quả gì? Hắc Vân và Thiên Đại cũng đồng dạng, kinh ngạc như nhau. Chủ nhân quả nhiên là đại vô sỉ, đang cười đang nói thì xuất kỳ bất ý thi triển cường đại sát chiêu, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Tâm lý và hành động quả nhiên thường nhân không thể làm được. Kể cả Lưu Phong, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Đạo Huyền thế là xong. Bất quá ngay khi kiếm khí của Lưu Phong kích trúng Đạo Huyền thì thân hình của Đạo Huyền cũng như quỷ ảnh, từ từ tiêu tán. Nếu là người khác thì đã chết dưới kiếm của ngươi. Ngữ khí lạnh lẽo của Đạo Huyền nhất thời vang lên trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong liều mạng, đem hết toàn lực chém ra một kiếm này, bây giờ ngay cả một chút khí lực cũng không còn, thân sắc tái nhợt, Hạo Thiên Kiếm cắm xuống đất, chống đỡ cho thân thể của hắn. Game over, Đạo Huyền lạnh lẽo nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh, ngươi không dám giết ta. Đạo Huyền trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lẳng lặng nhìn Lưu Phong, đột nhiên mỉm cười, thậm chí vẻ mặt còn hiện ra vẻ tán thưởng. Thật sự, ta càng ngày càng thích ngươi. Đạo Huyền nói,
ta rất bội phục ánh mắt của Đình nha đầu. Tu vi của ngươi, đảm lược của ngươi, trí tuệ của ngươi đều làm cho ngươi ta hâm mộ. Đáng tiếc là ngươi quá cố chấp, cũng rất ngông cuồng. Ta đã nói sẽ cho ngươi trả giá về sự ngông cuồng của ngươi. Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi nhưng ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ý của Đạo Huyền rất đơn giản, chính là phế đi nguyên anh của Lưu Phong. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thì một đạo hắc khí từ trong đan điền Lưu Phong tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lưu Phong. Đạo Huyền đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả, bất tử tà khí, quả nhiên là bất tử tà khí. Thì ra ngươi đã sớm trúng bất tử tà khí, đây là trời giúp ta. Ngươi vì đánh lén ta mà sử dụng hết nguyên anh lực, không cách nào áp chế bất tử tà khí. Cho dù lão đạo không ra tay, thì không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ chết vì bị bất tử tà khí ăn mòn thân thể. Lưu Phong cũng âm thầm kêu khổ trong lòng, lúc nãy khi ra tay đánh lén Đạo Huyền thì hắn không nghĩ đến ngày đó cùng Kim Vận song tu. Vốn chưa hóa giải hết bất tử tà khí, hắn chỉ có thể áp chế tại đan điền, nhờ Phi Nhi trấn áp. Lúc nãy vì đánh lén Đạo Huyền, hắn đã dùng hết toàn lực, Phi Nhi kiệt lực, nguyên anh lực của hắn cạn kiệt. Bất tử tà khí không bị áp chế, lập tức tái phát. Đánh lén quả nhiên là vô sỉ, quả báo đây. Lưu Phong thậm chí sinh lòng hối hận với hành vi đánh lén của mình. Ha ha, thật là thú vị. Đạo Huyền chân nhân hiện ra nụ cười, quay về phía Đan Hùng nói, ngươi cũng thấy đấy, lão đạo không giết hắn, hắn nếu chết là bởi bất tử tà khí. Tương lai ngươi cần đem tình huống này nói rõ với sư tôn của ngươi. Không đợi phản ứng của Đan Hùng, Đạo Huyền đã bay lên trời, biến mất tại cao không, đi đến Huyền Tâm Các. Tìm cơ hội thuận tiện, nói chuyện Lưu Phong sắp chết cho Đình Nhi nghe, hy vọng nàng có thể bỏ đi ý định cùng hắn thành thân. Nữ nhân, phải nhanh chóng tìm nữ nhân. Đối với bất tử tà khí, Lưu Phong cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhớ được biện pháp mà Bạch Khiết đã dạy song tu. Đan Hùng bối rối thầm nghĩ, lão đại quả nhiên là thiên tài, trong tình huống này mà cũng có thể nghĩ đến nữ nhân. Quả là hình mẫu của nam nhân noi theo. Hắc Vân thì không suy nghĩ nhiều, thân thể biến mất, chỉ vài giây sau đó đã quay lại, trong tay là một ả nha hoàn, đem đến trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong bất giác giở khóc giở cười, bọn ngưu đầu này hiểu sai ý mình. Chẳng lẽ bọn hắn rất ấn tượng vẻ sắc lang của mình? Lưu Phong không khỏi sinh ra hoài nghi nhân phẩm của mình. Ta muốn song tu để tịnh hóa bất tử tà khí, đi tìm Kim Vận và Thanh Liên. Lưu Phong vội vàng giải thích, Đan Hùng lúc này mới hiểu ra mình đã hiểu lầm lão đại. Bất quá nghĩ lại thì cũng không khác nhau nhiều lắm. Song tu và giao hoan thì cũng giống nhau, chỉ là hiệu quả khác nhau mà thôi. Hắc Vân thì nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần là Lưu Phong nói thì hắn sẽ thực hiện vô điều kiện. Chỉ là lần này hắn không hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay về kinh thành, chốc lát sau đã quay lại nhưng không hề thấy mang theo Kim Vận hay Thanh Liên mà là mang theo một lão thái bà. Đúng vậy, theo sát Hắc Vân chính là A Mỗ, lão thái bà. Vẻ mặt lão thái bà mang theo vẻ bực tức, tựa như muốn tìm Lưu Phong hỏi tội. Bất quá khi nhìn thấy một thân hắc khí của Lưu Phong thì hiểu được bất tử tà khí trong cơ thể Lưu Phong chưa được khu trừ hết. Ngươi sao lại không chịu nói rõ? A Mỗ có chút trách cứ nhìn Hắc Vân nói. Lưu Phong bất giác muốn lăn ra ngất, A Mỗ cũng cho là mình bị sắc cuồng, còn thằng nhãi Hắc Vân khi trở về nhất định là cũng không chịu nói cho rõ ràng, làm cho hắn một phen hàm oan. Người đâu? A Mỗ thở dài, Phong Nhi, sợ rằng lần này Kim Vận và Thanh Liên không thể giúp ngươi. Các nàng đang tu luyện đến giai đoạn khẩn cấp, chẳng những không thể giúp ngươi song tu mà thậm chí nếu sơ sẩy cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Phong nghe vậy nhất thời đầu đau như búa bổ. Bạch Khiết đã nói chỉ có song tu, nếu không thì e sẽ mất mạng. Hắn giờ phút này đang có cảm giác gân cốt mình đang bị ăn mòn dần, cũng không biết còn duy trì được bao lâu nữa. A Mỗ, các nàng phải bao lâu nữa thì mới có thể xuất quan? Lưu Phong uể oải hỏi. 3 ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày nữa. 3 ngày? 3 ngày thì e là một chút xương cốt của ta cũng không còn. Mau đi tìm nữ tử tu chân, Thiên Đại lên tiếng đề nghị. Con ngươi Đan Hùng đảo một vòng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào A Mỗ. Hiển nhiên Kim Vận và Thanh Liên đang bế quan, Bạch Vũ cũng bế quan, nhân gian chỉ còn lại A Mỗ là nữ tử. A Mỗ thấy Đan Hùng nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn, trong mắt phát lạnh, lui về sau vài bước, thất thanh kêu lên, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta. Ý của ngươi là gì? A Mỗ bị Đan Hùng dùng ánh mắt làm cho bà có chút sợ hãi, tiền bối cũng không biết sao.
Đan Hùng nhìn A Mỗ, mập mờ mỉm cười, hôm nay nữ tính tu chân gần nhất cũng chỉ có tiền bối. Ngươi vì tính mạng lão đại, hy sinh một chút hương sắc thì có tính là gì? Không được, không được. Lưu Phong và A Mỗ đồng thanh lên tiếng, cự tuyệt đề nghị của Đan Hùng. Lưu Phong thiếu chút nữa vì bực mình mà chết. Song tu với A Mỗ, cái này cũng có thể sao? Phải biết lão thái bà này đã bao nhiêu tuổi rồi. Quan trọng nhất là hình dạng của A Mỗ y như lão thái bà 70 tuổi. Lưu Phong thậm chí hàm nghi mình nếu song tu với A Mỗ thì không thể sinh ra tính dục được. A Mỗ càng thêm một trận dùng mình, bảo dưỡng nhũ trừ mấy trăm năm nay, há có thể để cho tiểu tử thúi này chiếm tiện nghi. Hơn nữa mình cũng là A Mỗ của Kim Vận, làm ra chuyện này quả thật không ổn. A Mỗ, lão đại, các ngươi nếu không đồng ý thì cũng không còn biện pháp nào khác. Đan Hùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ hai người kia không có đầu óc, giờ phút sanh tử tồn vong như lúc này vẫn còn cố kỵ. Đi tìm Đình Nhi, không được, đạo huyền lão tặc phỏng chừng đã đến huyền tâm các. Lưu Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, có biện pháp rồi, mau đi tìm Đông Đông lại đây. Đông Đông tốt xấu gì cũng là tu chân, mặc dù tu vi thấp nhưng ít nhất cũng đã tiến vào kim đan sơ kỳ, miễn cưỡng cũng có thể tiến hành song tu được. Chương 428, linh hồn và thể xác kết hợp. Thân hình Hắc Vân như điện, vội vã chạy đến Vương gia đại viện. Vương Đông Đông biết ý đồ của Hắc Vân, không nói hai lời, chạy vội đến thiên thượng nhân gian. Cơ hội tới rồi, đích thực là cơ hội lớn, cơ hội thành thân tới. Đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Hắc Vân đã nói qua tình hình Lưu Phong, nhưng khi nàng thấy Lưu Phong thương tích đầy mình vẫn không khỏi cả kinh. Đương nhiên, cũng không phải Lưu Phong có bộ dáng dọa người, mà là Vương Đông Đông vì hắn rất là lo lắng. Trong cơ thể ta tà khí không triệt tiêu được. Chỉ có song tu mới có thể áp chế, nàng nguyện ý cùng ta song tu. Chuyện khẩn cấp, Lưu Phong cũng bất chấp cái gì trực tiếp hỏi. Ân, a, nguyện ý. Vương Đông Đông cũng không phải là loại tiểu nữ nhân, huống chi hai người từng có nhiều lần phát sinh quan hệ mập mờ, lúc này cũng không có gì là thẹn thùng cả. Sự thật, Vương Đông Đông đã sớm giả hí chân tình, phương tâm đã dành trọn cho Lưu Phong. Đến bây giờ, nàng chỉ luôn tìm một cơ hội danh chánh ngôn thuận. Hôm nay, cơ hội rốt cục đến, nàng lại há có thể cự tuyệt. Ngay cả thê tử hắn phản đối, nàng cũng có đủ lý do ở lại bên hắn. A Mỗ thở dài trong lòng, Lưu Phong lại muốn đa thê. Chỉ Hiềm Kim Vận phu nhân đang lúc bế quan tu luyện. Đương nhiên, vì quan tâm đại cuộc, vì tính mạng Lưu Phong, ngay cả hắn bây giờ có 100 người đàn bà, A Mỗ cũng sẽ không phải đối. Dù sao, nhân mạng mới là quan trọng nhất. Đông Đông, ngươi không hối hận sao? Lưu Phong trìu mến ngắm khuôn mặt Vương Đông Đông, sau đó vuốt ve cái trán quan khiết như ngọc, thật tâm hỏi. Ân, ta nguyện ý. Vương Đông Đông vẫn trực tiếp trả lời như trước. Tình cảnh trước mắt là tràng cảnh thường xuyên trong mộng của Vương Đông Đông. Nàng khát khao cùng Lưu Phong ân ái đã từ lâu. Nhẹ nhàng cởi quần Vương Đông Đông, một cỗ hương thơm xử nữ nhất thời truyền đến. Lưu Phong hít sâu một hơi, nhất thời bị cổ hương thơm say mê. Chậm rãi cởi thiếp thân màu trắng, kiên đỉnh Vương Đông Đông mượt mà nhất thời hiện ra trước mắt Lưu Phong, hai khỏa phấn sách đỏ tươi như hai anh đào giống nhau, tản ra trong suốt thật lộng lẫy. Đẹp quá a. Lưu Phong cùng Vương Đông Đông nhiều lần phát sinh bên bờ tình ái, nhưng chân thật nhìn nàng khỏa thân như thế thì vẫn là lần đầu. Nghe được nam nhân khen mình, Vương Đông Đông thẹn thùng con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cắn môi, lông mi cong dài rung động, trong ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong, lại có chút sợ hãi. Dù sao nàng bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhìn Vương Đông Đông da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi như vậy, kiều đỉnh mượt mà thực sự bão mãn, bình thản ngắm nhìn Tiểu Phúc, thấy tam giác nội khố hạ màu trắng không cam lòng tịch mịch. Nhìn kiều đồn mượt mà như vậy, Lưu Phong trong mắt dần dần tràn ngập dục vọng. Miệng vẫn hôn trên ngực Vương Đông Đông, thân thể nàng nhất thời run rẩy nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa dục kích tình nhất thời từ ngực truyền đến toàn thân. Lưu Phong thậm chí nghe được tiếng tim nữ nhân đập dồn dập, đúng vậy tiếng tim đập đã làm cho hắn nhiệt huyết thêm sôi trào. Đại ca, người yêu Đông Đông đi. Vương Đông, Đông ngượng ngùng cười, cô lấy dũng khí nói, Đông Đông vài lần nằm mơ đều cũng mộng lấy thân thể cho đại ca. Lưu Phong cười hắc hắc, bàn tay chậm rãi hướng hai chân của nàng đi tới, cầm nội khố tam giác màu trắng kéo xuống, phương thảo ướt át nơi đó hoàn toàn hiển lộ ra. Khiến kẻ khác hưng phấn chính là, nơi phương thảo cư nhiên đã ướt át,
màu đen bên trên, thậm chí dính vài giọt chất lỏng trong suốt. Không thể nghi ngờ, thân thể xử nữ đích thực là rất mẫn cảm. Hơn nữa trong phương tâm nàng khao khát ái ân mãnh liệt, nàng địch thực dục vọng vô hạn. Lưu Phong cẩn thận nhìn Vương Đông Đông, gương mặt giảo nhiên nhìn bộ ngực, từ tiểu phúc đến nơi phương thảo, lại nhìn đến hai chân thon dài trắng nõn. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, mà Vương Đông Đông hơi hoảng loạn, cũng là dị thường hưng phấn kích động. Vương Đông Đông hai mắt lóe lên, thanh âm hưng phấn run rẩy, đại ca, ngươi yêu Đông Đông đi, Đông Đông nơi này khó chịu. Có lẽ là vì nói rõ ràng vấn đề, Vương Đông Đông thậm chí kêu Lưu Phong đặt tay lên chính nơi phương thảo của mình. Nước thật nhiều a. Lưu Phong bò lên trên thân thể Vương Đông Đông, hai tay ôm bả vai nàng. Hạ thân chậm rãi nhằm ngay nơi phương thảo ướt át, lập tức chậm rãi trầm hạ thân thể, chậm rãi đâm vào. Mặc dù giờ phút này nơi phương thảo Vương Đông Đông đã ướt át, nhưng nàng dù sao cũng là xử nữ, không nên dùng sức quá. Đại ca, mạnh mẽ với Đông Đông đi, Đông Đông không sợ, ta đợi ngày này đã rất lâu. Vương Đông Đông chính mình biểu lộ tâm tình thí cổ, chủ động hướng thân mình đến tương nghênh, chậm rãi đột phá tầng chướng ngại. Đến lúc này, thân thể hai người kết hợp cùng một chỗ. A, à, mặc dù Lưu Phong đã rất cẩn thận, nhưng phá thân xử nữ đích thực đau đớn làm cho Vương Đông Đông nhìn không được thở nhẹ một tiếng, bất quá thống khổ chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, nàng cảm giác được vui sướng trong thống khổ, bồng bồng của Lưu Phong bên trong cơ thể nàng đem lại cảm giác hưng phấn, cái loại cảm giác này dùng ngón tay cùng Xuân Mộng không có khả năng đạt tới. Lưu Phong đồng thời vừa hưởng thụ, vừa chịu trách nhiệm song tu, lúc dục vọng hai người lần đầu tiên đạt tới đỉnh phong, hắn bắt đầu vận khởi song tu tâm pháp. Chậm rãi hướng trong cơ thể Vương Đông Đông lực hấp dẫn thuần âm lại dẫn đạo nguyên anh lực tạm thời đang khô kiệt trong cơ thể mình. Rất nhanh, dưới tác động thuần âm lực, nguyên anh lực trong cơ thể Lưu Phong vốn đã khô kiệt chậm rãi kích phát ra. Cuối cùng, dưới tác dụng của huyền tâm, nguyên anh lực của Lưu Phong cùng thuần âm lực trong cơ thể Vương Đông Đông dung hợp lại làm một cỗ lực lượng. Đạo lực lượng trong cơ thể Lưu Phong vận chuyển một vòng, sau cùng quay lại trong đan điền. Ngay sau đó, vốn bởi vì hao lực quá mức mà ngủ say. Nhờ có Phi Nhi, cỗ lực lượng mới dịu xuống, chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, trong cơ thể Lưu Phong có một ngọn lửa màu xanh, rất nhanh Lưu Phong ép xuống. Ngọn lửa màu xanh của Phi Nhi cũng đồng thời dung hợp lại. Ba cỗ năng lượng không giống nhau tạo thành một đạo lực lượng cuồng nộ, bắt đầu phát động công kích bất tử tà khí khắp tứ phương gân mạch Lưu Phong. Sự thật chứng minh, xử tử nguyên âm lực lượng cũng quả nhiên cường đại. Ba cổ lực lượng hợp nhất một lực lượng công kích, tà khí bị chậm rãi tan rã. Thời gian không dài, Lưu Phong đã chỉ huy đạo lực lượng, hướng đến tà khí trong cơ thể hoàn toàn tịnh hóa. Trong suốt quá trình tịnh hóa, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông đồng thời tiến vào cảnh giới kỳ dị. Vương Đông Đông thậm chí có khả năng thông qua thần thức mà cảm ứng được tâm ý Lưu Phong. Mà Lưu Phong cư nhiên cũng có thể cảm ứng được tâm ý của Vương Đông Đông. Nàng cảm thấy Lưu Phong khát vọng yêu nàng, cảm giác kỳ diệu làm cho hai người tâm tình càng thêm hưng phấn. Cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn sứ mạng tịnh hóa tà khí cũng không có tán đi mà tự động chạy quanh trong cơ thể hai người. Cứ như vậy không ngừng trao đổi, hai người tâm tình càng thêm khẩn mật kết hợp cùng một chỗ. Đương nhiên, thân thể kết hợp cũng càng thêm khẩn mật. Giờ phút này, hai người đồng thời nhuyễn động thân thể, dùng một loại nhiệt tình điên cuồng giao hợp, bọn họ con mắt đã nhắm lại, dụng tâm cẩn thận cảm thụ tâm ý đối phương. Dần dần, cổ lực lượng hoàn toàn mới dịu xuống, toàn bộ nguyên anh lực của Lưu Phong đã được khôi phục. Hơn nữa so với trước kia còn lớn hơn một chút. Mà viên kim đan trong đan điền Vương Đông Đông trong những năm qua chưa tiến triển gì cũng lớn lên rất nhiều. Nếu giờ phút này nàng dụng tâm cảm thụ, cẩn thận kiểm tra, sẽ phát hiện nàng đã tiến vào kim đan trung kỳ. Bất chi bất giác, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông đã đạt tới một cảnh giới thân tâm hợp nhất, hai người thần thức cũng hợp lại làm một. Một lúc lâu, hai người mới chậm rãi mở mắt, nhìn kỹ đối phương. Đông Đông, ta yêu nàng. Tâm tư cùng trái tim hòa nhập đã làm cho tình cảm Lưu Phong đối với Vương Đông Đông trong nháy mắt thăng hoa. Cổ thanh ti nhàn nhạt, hôm nay hoàn toàn bị kích phát ra. Đại ca, lão công. Vương Đông Đông ngượng ngùng sửa lại lời nói, vẻ mặt hạnh phúc ỉ ôi trong lồng ngực Lưu Phong. Lưu Phong cười hì hì, nắm ngọc thủ tuyết trắng mảnh khảnh của nàng, trực tiếp đặt xuống khố hạ của mình, nhẹ giọng nói, Đông Đông, ta yêu tay nàng. Vương Đông Đông ngượng ngùng cười, bàn tay nhu thuận chậm rãi vuốt ve cây bổng bổng khiến nó chậm chậm dựng đứng lên.
hai người hưởng thụ cảm xúc hoàn mỹ, lại bắt đầu hưởng thụ kích tình thân thể. Bồng bồng tại phủ lộng của nữ nhân dần dần biến thành lớn, trận trận cảm giác như tích điện khiến lưỡi Lưu Phong khô khốc, vội vàng cúi đến môi đỏ mọng của nữ nhân. Dùng sức mút cái lưỡi thơm tho, tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào của nữ nhân. Tâm cùng người giao dung khiến cho thân thể song phương càng thêm mẫn cảm, chỉ là không có thời gian dài để chơi đùa, hai người có không khỏi tiếc nuối. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429, Hắc Phượng Hoàng phóng đãng. Nhìn qua thân thể Đông Đông, Lưu Phong không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng áp lên thân thể nàng, tách đôi đùi ra, đâm vào một cái. So với lần trước, lần này thuận lợi hơn rất nhiều, Vương Đông Đông cũng rất khoái cảm giác này. Chính là cảm giác này, tất cả đều thật sướng. À, nam nhân phía trên mạnh mẽ tấn công phía dưới, Vương Đông Đông thân thể run rẩy, hai tay gắt gao ôm nam nhân, móng tay thậm chí còn bấu vào da thịt hắn. Lão công, chàng thật là lợi hại, chàng làm cho Đông Đông bay bổng trên mây a. Vương Đông Đông điên cuồng giãy giụa vặn vẹo cổ, chuyển động kết hợp với Lưu Phong, căn bản không quan tâm chính mình đêm nay là lần đầu phá thân. Kích tình giằng co một canh giờ, tiến vào cho đến khi hạ thể Vương Đông Đông có cảm giác có hơi tưng tức mới ngừng lại. Vương Đông Đông vẻ mặt hạnh phúc nằm trong lồng ngực Lưu Phong, ánh mắt lộ vẻ ngọt ngào. Bất quá ở hạ thể có chút thống khổ, cũng làm cho nàng thấy có chút buồn buồn man mác, cảm giác vui sướng cũng đã đến. Lưu Phong ôm thân thể trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa, hoàn thành công việc vuốt ve sau khi kích tình. Vương Đông Đông ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, lão công, chúng ta lúc nào thì thành thân? Lưu Phong bị nàng hỏi nên ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nàng yên tâm, ta sẽ lựa chọn một cơ hội thích hợp, cho nàng một cái danh phận. Lưu Phong dự định, chọn một ngày tốt, cho Liễu Thanh Nghi, Tố Nương, Kim Vận, Thanh Liên ngay cả Vương Đông Đông đồng thời tại đây, cho các nàng danh phận. Nếu không chính mình hòa cùng một chỗ, thật sự là ủy khuất cho bọn họ. Bất quá, chuyện phiền toái cũng không ít. Các nữ tử thì dễ dàng xử lý, mấu chốt là Đình Nhi thì có chút bất hảo. Vốn lần trước cưới Ân Tố Tố, trong lòng nàng đã có trở ngại. Nếu lần này một lúc cưới nhiều như vậy, thật không biết giải thích với nàng như thế nào. Thực sự, Đình Nhi có ý kiến cũng là bình thường, tình yêu vốn chính là ích kỷ. Người nào lại nguyện ý cùng người khác đồng thời phân hưởng tình yêu của mình? Lão công, ngươi có tâm sự, có phải là đã làm khó cho chàng hay không? Không sao cả, kỳ thật Đông Đông cũng không nhất thiết phải có danh phận. Vương Đông Đông nháy mắt nói, Lưu Phong rung động mãnh liệt. Nữ nhân tốt a, ngàn vạn lần không thể khiến cho nàng ủy khuất. Danh phận chắc chắn phải cấp, hơn nữa, Đình Nhi cũng nhất định phải cưới. Nữ nhân của mình, một người cũng không thể thiếu. Đông Đông, nàng yên tâm, ta nhất định quang minh chánh đại lấy nàng làm thê tử. Lưu Phong ôm chặt Vương Đông Đông thật sự nói. Vương Đông Đông trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng cũng có vài phần lo lắng. Lão công, vậy Tố tỷ tỷ làm sao bây giờ? Trong nhận thức của Vương Đông Đông, thê tử chỉ có một, nữ nhân còn lại chỉ có thể làm thiếp. Đối với Lưu Phong hứa cho nàng làm thê tử, thâm tâm nàng cũng có hơi hoảng hốt. Dù sao Ân Tố Tố cũng quá môn trước. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của Vương Đông Đông, vội vàng giải thích, trong thế giới của Lưu Phong ta, không có thiếp, các nàng đều là thê tử của ta. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, Đông Đông, mặc dù ta nói có chút vô sỉ, nhưng những gì ta nói đều là thật tâm. Đối với nữ nhân của ta, ta cho tới bây giờ đều công bằng, ta đối với các nàng mỗi một người cũng tốt cả. Ân, lão công ta biết rồi. Thực sự, Vương Đông Đông cũng không phản cảm việc Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân. Nàng từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình nhà quan quyền, tự nhiên biết nam nhân đại trưởng phụ tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ, nàng vẫn cho rằng Lưu Phong là một nam nhân vĩ đại, không có khả năng chỉ có một mình. Hắn có năng lực, hắn là cường giả, cho nên hắn vốn có tư cách có nhiều nữ nhân. Vương Đông Đông tự tin đối với chính mình, nàng tự nhận tài năng chính mình có thể trong số đông đảo nữ nhân của Lưu Phong mà vươn lên hàng thứ nhất. Tệ nhất, nàng cũng có thể chiếm một chỗ ở trong lòng Lưu Phong. Cùng một chỗ như vậy mấy ngày nay, Vương Đông Đông đối với Lưu Phong cũng đã hiểu rõ, muốn giữ được trái tim của Lưu Phong kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, trước mặt hắn ra vẻ dâm đãng, trên giường công phu phải thật tốt.
Tiếp đó, ngươi phải nhất định có năng lực. Lưu Phong thích mỹ nữ, nhưng lại không thích nữ nhân giống cái bình hoa. Hai điểm này, không thể nghi ngờ Vương Đông Đông đều đạt chuẩn ISO. Mặc dù đêm nay là đêm đầu tiên của nàng, nhưng trong quá khứ, nàng thật sự không có xem Xuân Cung Đồ. Hơn nữa, ngoại trừ thời gian tu luyện, đại bộ phận, nàng đều lặng lẽ đi theo Vương Bảo Nhi học buôn bán. Vốn dĩ, nàng rất chán ghét việc sinh ý, nhưng là vì Lưu Phong, vì hạnh phúc chính mình, hôm nay nàng cũng dần dần biến thành một người kiếm sinh ý. Có một số việc Lưu Phong còn không biết. Ngay 10 ngày trước, Vương Đông Đông thậm chí đã tổ chức thành công một cuộc trình diễn nội y tiêu hội, khiến cho lượng tiêu thụ nội y Đại An Phân của Thiên Thượng Nhân Gian đại tăng. Mà cũng nhờ có Lưu Phong đề ra sách lược, Đông Đông, ta yêu nàng. Tình ý ở sâu bên trong, có lẽ chỉ có dùng 3 chữ đơn giản nhất mới có thể biểu đạt. Lão công, ta cũng yêu chàng. Vương Đông Đông đồng dạng lớn mật thâm tình đáp lại lời âu yếm của chính nam nhân mình. Bất chi bất giác, hai người lại xích lõa dây dưa cùng một chỗ, Lưu Phong cường đại công kích bên dưới. Thân hình như ngọc của Vương Đông Đông nhanh chóng nhuyễn hóa, ở bên dưới Lưu Phong run giọng rên rỉ, toàn thân vô lực. Lão công, mạnh mẽ với Đông Đông. Vương Đông Đông bắt đầu la lên dâm ngôn đãng ngữ, không ngừng kích thích thần kinh Lưu Phong. Đến lúc hai người sắp đạt đến cao trào, đột nhiên cửa phòng kêu lên, hai bóng người thình lình tiến đến. Lão công, ngươi không sao chứ? Lưu Phong cùng Vương Đông Đông nhất thời kinh hãi, một lần cả kinh, hai người cư nhiên đồng thời đạt đến đỉnh phong của dục vọng. Vương Đông Đông vội vàng kéo chăn mền qua che thân thể xích lõa của mình. Lưu Phong vô sỉ để thân thể xích lõa, nhìn hai nàng nói, ta đã không có việc gì, bất tử tà khí đã hoàn toàn thanh trừ. Thanh Liên sắc mặt tựa hồ hờn giận, trong lòng âm thầm hối hận chính mình không nên tu luyện lâu như vậy. Kim Vận lại có vẻ phi thường rộng lượng, đi đến, nhìn Vương Đông Đông thật sâu cũng nói một câu, muội muội, cảm ơn ngươi đã cứu lão công. Đã nói đồng hành chính là oan gia, Vương Đông Đông vốn trong lòng muốn tranh đấu nên cũng tưởng rằng Kim Vận cũng như thế đối với nàng. Không ngờ được nghe những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, Vương Đông Đông cười nói, Kim Vận tỉ tỉ khách khí, hắn cũng là lão công của ta, hẳn là phải vì hắn nỗ lực. Nỗ lực sao? Tựa hồ buổi tối phải cố gắng nhiều hơn a. Thanh Liên vốn còn muốn nói vài câu, nhưng thấy Kim Vận như vậy, lập tức cũng không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hướng Vương Đông Đông cảm ơn. Bất quá trong lòng thực sự không muốn, có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu không nữ nhân cũng sẽ không để cho nam nhân chơi a. Kinh đô giao ngoại đại trang viên. Trung niên nhân tâm tình tựa hồ có chút buồn bực, ngay cả tâm tình thưởng hoa ngắm cỏ cũng không có. Hắn ngồi ở trên ghế, thái dương tẫn tình bạo sái, nhịn không được hỏi người bên cạnh, ngữ khí tựa hồ có chút không hờn giận, Hắc Phượng Hoàng, ta hỏi ngươi. Ngươi nói xem tương lai ta cùng thái tôn người nào được hoàng đế tương đối xem trọng hơn. Hắc Phượng Hoàng nhu thuận ngồi ở trên người trung niên nhân, chớp con ngươi xinh đẹp, rất nghiêm trang nói, đương nhiên là chủ công. Chủ công hùng tài xuất chúng, được lòng thiên hạ, người nếu làm hoàng đế dám chắc là phúc khí của dân chúng khắp thiên hạ. Có thật vậy không? Trung niên nhân giơ đầu chậm rãi hỏi, ngươi nói thái tôn thế nào? Hắc Phượng Hoàng nhướng mắt, nhìn chằm chằm trung niên nhân nói, chủ công, thái tôn điện hạ quả thật anh tài, nhưng cùng với người so sánh, hắn vẫn còn chưa thông thạo. Hắn không để ý đến trí, cũng không thục, không có thành phủ, hơn nữa không đủ ngoan, người như vậy rất khó làm thành đại sự. Trung niên nhân thở dài nói, kỳ thật ta vốn vẫn hy vọng thái tôn điện hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, dù sao hắn cũng là đứa nhỏ. Đáng tiếc a, hắn làm cho ta rất thất vọng, hắn với sự kỳ vọng của ta còn chênh lệch rất lớn. Ta lo lắng có hay không nên đem Giang Sơn giao cho hắn. Giang Sơn Chu gia là nhất định phải thiên thu vạn đại, ta không hy vọng hủy ở trong tay của hắn. Dừng một chút, trung niên nhân lại thở dài một tiếng, ngươi nói thái tử phi tại sao vẫn không nói cho thái tôn biết thân thế của hắn. Kỳ thật, ta rất muốn cùng hắn tương nhận. Con người khi già, luôn rất muốn có nhiều thân nhân. Hắc Phượng Hoàng ngẩn người, lập tức lớn mật hỏi, chủ công, ngươi thật sự muốn bọn họ làm thân nhân sao? Trung niên nhân có chút thâm ý nhìn thoáng qua Hắc Phượng Hoàng, đột nhiên nở nụ cười, đúng vậy, ta cũng muốn biết, ta rốt cuộc có hay không muốn bọn họ là thân nhân của ta? Chủ công, người là người làm đại sự, không nên so đo vị thân nhân này, càng huống chi. Nói đến đây, Hắc Phượng Hoàng tựa hồ có chút không dám nói tiếp. Tiếp tục nói, trung niên nhân lạnh nhạt cười. Chủ công, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng thái tôn điện hạ ngoại trừ có huyết mạch quan hệ,
cũng không có cái gì thân tình khả ngôn. 20 năm, các ngươi gặp mặt vài lần, còn có Thái tử Phi Điện Hạ, ngoại trừ kích tình, các ngươi lại thấy nhau quá vài lần. Có lẽ, tại trong lòng người, bọn họ rất xa lạ, rất xa lạ. Hắc Phượng Hoàng đánh bạo nói, trung niên nhân tự diễu cười cười, có lẽ ngươi nói đúng. Chương 430, Hắc Ám Tứ Vệ. Yên lặng một hồi, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên lớn mật đặt cặp mông tròn đầy gợi cảm ngồi vào lòng của trung niên nam nhân, chủ nhân. Mấy năm nay người đã hao tâm nhiều rồi, hãy để ta hầu hạ người, hãy hoàn toàn quên người đàn bà kia đi, nàng đã không còn yêu người nữa. Yêu? Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, trên đời này có mấy người chính thức hiểu được tình yêu. Trung niên nam nhân thở dài, cũng không đẩy Hắc Phượng Hoàng ra, mà là ôm nàng sát lại, đưa tay hướng đến vùng đất thần bí giữa hai chân nữ nhân. Hắc Phượng Hoàng kiều mị rên lên một tiếng, chủ động nhấc mỹ đồn lên, kéo quần xuống, để bàn tay nam nhân có thể tiếp xúc trực tiếp với nơi thần bí ấy. Thật là nhiều nước nha. Trung niên nam nhân khắp người dạo dực, lập tức nói, mấy năm nay, người chịu khổ là nàng rồi. Phượng Hoàng không khổ, đây là chuyện của chủ công, Phượng Hoàng ngàn vạn lần không từ chối. Đôi mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên vài tia kiều mị, ngồi trong lòng trung niên nam nhân không ngừng dãy giụa, vặn vẹo mỹ đồn, làm cho ngón tay của trung niên nam nhân tiến sâu hơn vào hồ đen. Kích tình một khoảng thời gian không lâu, Hắc Phượng Hoàng thân thể run rẩy, cùng với một tiếng rên cao vút, đạt đến cao trào trong lòng trung niên nam nhân. Tuy nhiên trong mắt Hắc Phượng Hoàng cũng có chút thất vọng, vốn dĩ nhiệm vụ chính của nàng là vì công hội, nhưng nàng vẫn mong muốn mình trở thành nữ nhân của chủ công. Từ nhỏ nàng đã có mục tiêu trở thành mẫu nghi thiên hạ, mà hôm nay cơ hội đang ở ngay trước mắt. Cho nên, nàng muốn mình phải trở thành nữ nhân của chủ công. Trung niên nam nhân tựa hồ cảm nhận được tâm tư của Hắc Phượng Hoàng, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, trước khi đại sự thành công, ta sẽ không thân cận nữ sắc. Hôm nay chỉ có thể giúp nàng giải tỏa chút phiền muộn như vậy thôi. Hắc Phượng Hoàng không ngừng kinh ngạc lẫn cao, hứng. Nàng rõ ràng cảm giác được khi nghe tiếng rên rỉ của mình thì bổng bổng của nam nhân này đã trở nên nóng hổi, nhưng là hắn không phải nam nhân bình thường nên không thể thỏa mãn được. Nam nhân bình thường không thể chịu đựng dục vọng này, người có thể chịu đựng đúng là người có thể làm đại sự a. Vỗ vỗ mỹ đồn Hắc Phượng Hoàng, trung niên nam nhân lạnh nhạt nói, trở về đi, theo sát Thái tử Phi, ngàn vạn lần đứng để nàng phạm sai lầm. Hắc Phượng Hoàng nhìn trung niên nam nhân, kéo quần lên, kiều mị liếc hắn một cái, chỉ thứ chất lỏng vương vãi đầy trên đùi hắn, không ý tứ cười cười nói, chủ công, xin lỗi đã làm ướt quần người. Hi hi, không đợi trung niên nam nhân phản ứng lại, Hắc Phượng Hoàng đã mang theo một tiếng cười vũ mị biến mất khỏi phòng. Trung niên nam nhân cúi nhìn một chút quần của mình, khẽ nhíu mày. Hắc Phượng Hoàng đi rồi, trung niên nam nhân như trước vẫn ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ lại, cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Rất nhanh, dưới ánh mặt trời, vùng ẩm ướt đã biến mất, thanh long. Đột nhiên, trung niên nam nhân mở mắt, nhẹ giọng kêu một tiếng. Rất nhanh một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn, người nọ đầu tiên hướng trung niên nam nhân hành lễ, sau đó lẳng lặng đứng qua một bên, chờ lệnh cho bước tiếp theo. Trung niên nam nhân nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, một lúc lâu sau hắn đột nhiên mở miệng hỏi, với năng lực của ngươi, nếu âm thầm theo dõi Hắc Phượng Hoàng, có thể không bị phát hiện không? Thanh Long trầm tư một chút, lập tức xác định được đáp án, cẩn thận trả lời, trong bốn hắc ám hộ vệ. Thuộc hạ tu vi mạnh nhất, Hắc Phượng Hoàng là yếu nhất, thuộc hạ nếu theo dõi nàng, tự nhiên là không bị phát hiện. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo dõi Hắc Phượng Hoàng, đem nhất cử nhất động của nàng nhớ kỹ, nói cho ta biết. Thanh Long hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi, chủ công, chẳng lẽ người hoài nghi Hắc Phượng Hoàng đối với người không trung thành? Không có khả năng a, Hắc Phượng Hoàng như thế nào phản bội người chứ? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng nói, ta có nói Hắc Phượng Hoàng phản bội ta sao? Thuộc hạ đáng chết, không nên tự tiện suy diễn ý tứ của chủ công. Thanh Long sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Trung niên nam nhân gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Thanh Long, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, ta sở dĩ kêu ngươi theo dõi Hắc Phượng Hoàng, chỉ vì nàng chính là nữ nhân. Mà cộng sự là nữ nhân thì luôn rất phiền toái a. Ngươi không cảm thấy gần đây Hắc Phượng Hoàng có chút dị thường sao? Được rồi, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy, ngươi theo ta thời gian đã lâu, ngươi hẳn là biết, ta đối với người làm việc cho ta cũng không muốn phát sinh tình cảm. Thanh Long trầm mặc,
Tâm tư Hắc Phượng Hoàng trong lòng hắn biết, nàng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng muốn trở thành nữ nhân của chủ công. Trung niên nam nhân mắt nhắm hờ nói, ta biết, ngươi thích Hắc Phượng Hoàng, đúng không? Thanh Long nghe vậy, hoảng sợ liền quỳ xuống mặt đất, vội vàng giải thích, chủ công minh xét, Thanh Long đối với Hắc Phượng Hoàng chỉ là tình cảm huynh muội, tuyệt đối không có một chút tình cảm trai gái. Ngươi đứng lên đi. Trung niên nhân thở dài một tiếng nói, nhớ kỹ, vài năm trước, ta từng nói với ngươi, làm đại sự tuyệt đối không thể động ái tình. Trong bốn hộ vệ hắc ám, ta vốn coi trọng ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác ngay lúc này tại động ái tình. Ngươi làm ta rất thất vọng. Chủ công thứ tội, Thanh Long nhất định chặt đứt ái tình, lấy đại sự làm trọng. Thanh Long thành tâm nói, ừm, tốt, tốt lắm. Trung niên nam nhân khẽ cười nói, ngươi theo ta lâu như vậy, ta cũng hiểu rõ ngươi, ta biết ngươi khả năng tự khống chế rất tốt, không nên phạm sai lầm, ngàn vạn lần không nên. Thanh Long, bổn công cũng không phải loại người không có tình cảm, làm việc tốt cho ta, tương lai khi đại sự thành công, ta nhất định thành toàn cho ngươi và Hắc Phượng Hoàng. Thanh Long trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trên mặt vẫn tĩnh lặng như cũ nhưng sâu trong nội tâm cảm động muốn khóc. Ai nói chủ công là ma đầu giết người không chớp mắt, hắn cũng có tình cảm a, chỉ bất quá Hắc Phượng Hoàng cũng bị hắn mê hoặc. Hay, ai kêu mình nguyện ý chứ? Cũng may chủ công không có phản đối. Nghĩ tới đây, Thanh Long trong tâm nhất thời bình tĩnh trở lại. Đi thôi, nhiệm vụ của Hắc Phượng Hoàng là ngăn cản Thái Tử Phi làm chuyện điên rồ, mà nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản Hắc Phượng Hoàng làm chuyện điên rồ. Trung niên nam nhân nhàn nhạt, thản nhiên nói. Thanh Long đi rồi, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang, thở dài nói, đàn bà cuối cùng cũng không thể sử dụng a, nhất là người đàn bà trong tim mình. Sau khi vận chuyển tam ti diêm thiết, hộ bộ khố phòng Giang Nam cũng tra ra vấn đề, một khoản tiền lớn, không biết đã đi về đâu. Lão Hoàng đế nhận được hồi báo, lập tức khẩn cấp phái người 800 dặm lệnh cho Giang Nam Tổng đốc Ân Nguyên Đạo hỗ trợ cẩm y vệ khống chế Giang Nam khố phòng. Công tác thanh tra tiến hành đến bây giờ đã thành ra lớn chuyện. Lão Hoàng đế một mực quan sát động tác của Đông Cung. Cũng vui mừng là Đông Cung cũng không cùng hắn có hành động quá khích. Ngay ngày hôm qua Giang Nam lao phòng bị tra khảo, Đông Cung thậm chí còn có động tác hỗ trợ. Hoa Hạ đại đế tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Đông Cung. Hắn thậm chí cười giễu mình lớn tuổi rồi cũng có chút đa nghi hơn. Theo kiến nghị của Hắc Ảnh, lão hoàng đế cuối cùng quyết định chấm dứt thanh tra. Đương nhiên, dù sao gây ra động tĩnh như vậy, muốn xong việc cũng không phải dễ dàng. Chuyện tổng đắc có người phản kháng, chuyện lớn như vậy, lão hoàng đế phải hướng bá quan văn võ, cấp cho một chút công đạo. Tất nhiên Hình Văn Danh cùng một đám hộ bộ quan viên cũng bị bắt đến thanh tra. Chuyện kết thúc cũng có chút kịch tính. Theo lời đề nghị Lưu Phong và Túc Vương, lão hoàng đế cuối cùng giao quyền thẩm vấn cho Hoàng Thái Tôn. Đương nhiên, cùng thẩm tra còn có quan viên các nha môn, tỉ như cẩm y vệ, đô sát viện, hình bộ, đại lý tự. Tóm lại, công tác thẩm vấn quy mô cũng rất lớn a. Khi Hoàng Thái Tôn xuất hiện tại hộ bộ, ngay lúc thẩm tra Hình Văn Danh, bọn họ có một tia hy vọng, nghĩ rằng Hoàng Thái Tôn sẽ cứu bọn họ. Người đang quỳ bên dưới là ai? Hãy xưng tên ra. Hoàng Thái Tôn lạnh lùng nhìn Hình Văn Danh quát hỏi. Hình Văn Danh ngẩn ra, thân thể run lên kỳ quái nhìn Hoàng Thái Tôn. Yên lặng một chút, lạnh nhạt nói, phạm quan Hình Văn Danh. Hoàng Thái Tôn gật đầu, ý bảo quan viên đô sát viện đem bản lời khai đến, sau đó hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhìn Hình Văn Danh nói, xem kỹ một chút, cái này đều là tội trạng của ngươi, nếu không có vấn đề gì, lập tức ký vào. Hình Văn Danh trong lòng run lên, một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng. Hắn phát hiện, Hoàng Thái Tôn điện hạ tựa hồ không có ý cứu hắn. Khi hắn nhìn vào bản lời khai, cả người nhất thời ngây dại, giống như bị sét đánh vậy. Hoàng Thái Tôn trầm quát một tiếng, ngươi thấy rõ rồi chứ, không có gì sai sót thì ký đi. Hình Văn Danh phục hồi tinh thần lại, hai tay run run, không cầm nổi bản lời khai liệt kê tội trạng cũng đủ cho hắn chết ngàn lần, chu di cửu tộc cũng không quá đáng. Nhưng là đây là tội của hắn sao? Mặc dù một số việc hắn có tham gia, nhưng nếu không có lệnh của Đông Cung, hắn dám làm sao? Đáp án là không, không dám làm. Hình Văn Danh thanh âm run rẩy nói, điện hạ, ta không thể ký, những tội danh này đều là ngụy tạo, ta không thể nhận tội. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.